Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chapter 21 công ty mới. Giang Hải nhăn mày, cảm giác cũng không chịu nổi, thiếu chút nôn ra. Anh quay về hướng Trương Huy Vũ, sao? Thấy thế nào? Hắn cảm giác cả người thoải mái thật sự, cảm giác ngay phần dưới có chút động đậy, cả người nóng lên. Trương Huy Vũ suýt xoa, cảm thấy vô cùng hiệu quả, sinh lực kia vô cùng tràn trề. Tốt, quá tốt, anh bạn, anh đúng là thần y. Giang Hải cảm thấy Trương Huy Vũ có khẩu vị khá nặng, vô cùng cảm thán. Chén thuốc có phân kia, nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh, buồn nôn. Trương Huy Vũ một hơi uống được, dù là ai cũng sẽ rất nể nha. Còn có ai hơn Trương Huy Vũ sao? Giang Hải cười tươi, anh nhớ mỗi ngày ba lần, liên tục bảy ngày dùng thuốc, sau đó anh sẽ thấy sinh lực hồi phục. Trương Huy Vũ nhăn mày, ba lần. Uống thuốc ba lần trong ngày thì khác gì thay cơm rồi, nói thuốc cho hay chứ thực sự đây là phân, là xú uế. Liên tục uống thứ, thuốc đó, chịu nổi sao? Nhưng con người ta có thứ đáng sợ là thói quen, có khi lại cảm thấy quen rồi, không còn kinh tởm nữa. Trương Huy Vũ vội vàng gật đầu, cảm thấy thật may mắn. Giang Hải nhìn Trương Huy Vũ muốn cười nhưng dáng nhịn. Giang Hải rời đi, không quên dặn dò, khi uống thuốc, cơ thể sẽ có chút phản ứng, cứ xem như là tác dụng phụ. Nhưng không sao cả, cứ qua 7 ngày anh sẽ thấy bản thân tràn đầy năng lượng, sinh lực dồi dào. Phương diện kia, sợ là còn mạnh hơn trước. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng mà cái gì cũng đúng lượng, không quá ít, không quá nhiều. Phải đúng liều lượng, quá nhiều cơ thể không chịu nổi, quá ít sẽ không hiệu quả. Trương Huy Vũ nghe tới việc sẽ mạnh hơn trước, sẽ không yếu sinh lý nữa thì mắt sáng rực. Luôn miệng cảm ơn, quay sang thì đã thấy hắn gọi cho nhiều người phụ nữ, hắn muốn nhân lúc còn cảm giác kia, phải tàn phá một trận. Vừa ra khỏi cửa, Giang Hải cảm giác mùi xú uế kia như ám vào người, ướp cả quần áo. Anh nôn hết mọi thứ trong bụng. Cố huyền như nhìn Giang Hải vô cùng thông cảm, đây gọi là tự mình hại mình. Anh ta ăn sao, cố huyền như thắc mắc. Giang Hải lại ra vẻ như thường, có chút gian xảo, anh ta quá kinh khủng. Thật sự ăn được, Cố huyền như cảm giác vô cùng buồn nôn. Trên đường đi Giang Hải kể lại cảnh tượng Trương Huy vô uống hết một bát, thuốc, tọc kia, cố huyền như thiếu chút nôn hết ra ngoài. Nhưng suy nghĩ lại, anh ta đáng thế, phải gọi là quá xứng đáng. Đến nơi, Giang Hải cũng rất tự nhiên nắm tay dìu cố huyền như xuống xe. Cả người cố huyền như hơi đưa ra, không có rút tay lại, mặc kệ Giang Hải nắm tay mình vào công ty. Nữ lễ tân thấy Giang Hải cũng muốn chạy ra hỏi thăm chút để kéo gần khoảng cách, nhưng khi nhìn thấy giang hải nắm tay cố uyển như thì cô ta sững lại không lâu sau toàn công ty đều biết chuyện giữa cố uyển như và anh tài xế trong văn phòng cố uyển như vẫn tiếp tục làm việc còn giang hải vẫn nghịch điện thoại đối lập với cảnh tượng yên ắng trong phòng kia cả thành phố giang tư từ thế lực ngầm đến giới thương trường ai cũng đang vô cùng lo lắng hồng tam lão cùng đan lục chết như một quả bom đánh vào họ còn có hình ảnh bằng máu kia mọi người đặc biệt danh cho người làm ra chuyện này là thiên thần sa đọa Hồng Tam lão làm những chuyện trái nhân tính thế nào, ác độc ra sao, đều bị thiên thần sa đọa truy diệt. Hồng Tam lão chết đi, vô số kẻ ngốc đầu dậy, nhiều năm qua bị chèn ép bởi thế lực của lão Tam kia, địa bàn của những kẻ khác đều rất hạn chế. Nay lão Tam chết rồi, thế lực đối lập cùng các thế lực nhỏ khác rụt dịch ngoi dậy. Cục diện vô cùng rối rắm, những băng đàn nhỏ đang ra sức tranh đua phần hơn, ra tay với nhau vô cùng tàn nhãn. Có thể gọi là hỗn chiến giữa các bang phái để tranh địa bàn. Trong phòng làm việc của Tần Hảo, cả hai anh em vẫn còn đang bàn bạc đối sách, khói thuốc kín phòng, từ tối hôm qua đến giờ, hai anh em họ không ngủ, cũng không ngủ được. Tần Hiên vỗ bàn hét lớn, sao không được chứ? Anh đã nói không là không, Tần Hảo nghiêm nghị. Tần Hiên đang định đưa người tham gia chuyện tranh đoạt sản nghiệp của Hồng Tam Lão, nhưng Tần Hảo không cho phép em cần lý do. Tần Hiên cảm thấy người anh này quá vô lý, luôn nhát gan, sợ đông sợ tây, dù nhờ vậy mà hai an hem mới lớn mạnh, nhưng quá nhát gan sẽ thành nhu nhược. Giọng nói của Tần Hạo vô cùng nghiêm túc, Hồng Tam Lão còn có hai người anh em khác, đừng dây vào. Tuy họ ở nơi khác nhưng thế lực không phải là nhỏ. Tần Hiên không chịu yếu thế, nhưng đó chỉ là tin đồn, không ai biết có thật hay không. Có thể lão ta chỉ khua môi múa mép, một hồng nhị lão ở thành phố Nam Thương bành trướng một vùng, một hồng đại lão ở Thiên Lương. Dù là ai cũng không thể động, có thật hay không cũng nên cẩn thận. Đừng quên, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ còn đứng đợi đấy. Tần Hảo nghiêm giọng giải thích, vẻ cương quyết như đã đưa ra quyết định. Hiện tại còn chuyện quan trọng phải làm. Có chuyện gì nữa sao? Tần Hiên không hiểu. Không thể kết thù với người không thể đụng vào. Giang Hải kia. Tần Nguyên Văn Hạ quyết tâm, suy đi nghĩ lại nếu gã này có thân phận thì coi như chúng ta tránh nạn nếu không thì không sợ không lấy lại được tiền tại hoàng kim giáp lân cố vân lệ đang cùng đi dạo với lôi nhân hào cứ một lát lôi nhân hào lại đứng lên một chút đi lại cho quen dần thêm chút sức cơ thể cũng khỏe hơn cố vân lệ rất lo lắng ông sẽ té ngã luôn theo sát phía sau biểu cảm lo lắng không yên lòng chậm chút đừng đi nhanh quá lôi nhân hào vô cùng vui vẻ tuy mệt tới mức thở hổn hển nhưng vẫn rất phấn khởi, anh chỉ muốn mau khỏe, muốn lo lắng cho cả nhà, đừng ai chịu khổ vì anh nữa. Anh biết mọi người vì anh chịu khổ nhiều rồi. Lôi nhân hào tự trách, hôn nhẹ cố vân lệ, bà đỏ mặt đánh lên người lôi nhân hào, như trách cứ, ngại ngùng. Không đứng đắn, bọn nhỏ thấy lại cười cho. Sau một hồi vui vẻ qua đi, lôi nhân hào quay về xe lăng để cố vân lệ đẩy đi. Bà tỏ vẻ suy tư lo lắng, thở dài, lôi nhân hào hiểu rõ tâm tư của bà. Bà nghĩ tới đứa con rể kia sao? Ừ, nó rất tốt, đối với chúng ta và Uyển như quá tốt, nhưng... Thật ra, cố vân lệ biết Giang Hải rất tốt, đối xử với cố Uyển như lại càng tốt hơn. Giang Hải đối với con gái chúng ta ra sao, chúng ta thấy rõ nhất. Dù gì trái tim đâu phải sắc đá chứ. Lôi nhân hào tiếp lời. Thôi, chuyện bọn trẻ để chúng tự lo đi. Khi trở về biệt thự đã thấy có người đến tìm, nhưng khi Cố Vân Lệ nhìn thấy người đến, bà giật mình sợ hãi muốn đi khỏi. Tần Hạo nở nụ cười lấy lòng, "Bà Cố, chuyện lúc trước do chúng tôi hiểu lầm, đều là lỗi của chúng tôi, hôm nay tối muốn đến để chân thành xin lỗi bà." Cố Vân Lệ ngơ ngác, biểu cảm không dám tin nhìn Tần Hạo. Một ông chủ lớn lại tự đến xin lỗi, quá khó tin. Cố Huyền Như cũng vô cùng bận rộn về chuyện đấu thầu xây dựng, dự án này quá lớn, công việc quá nhiều nhiều người đến mang quà làm quen tạo quan hệ là bình thường nhiều người thấy công ty còn treo bảng công ty là chi nhánh của tập đoàn cố thị họ nhầm tưởng cố uyển như cũng chỉ là giám đốc chi nhánh nên dù là ai đến cố uyển như cũng vô cùng khách khí cô cũng vô cùng khôn khéo nói rõ chỉ cần chất lượng và giá cả hợp lý đồng thời cũng không có gì ngoại lệ vừa mới xong ít việc cố uyển như nhận được điện thoại là cố vân lệ gọi đến cô nhìn giang hải Bình thường mẹ cô rất ít gọi khi cô làm việc. 800 triệu, Cố Uyển Như bất ngờ khi biết Tần Hạo lại đích thân đến xin lỗi, lại còn bồi thường tiền. Thẻ mua sắm 800 triệu, Cố Vân Lệ cũng kể rõ từng chuyện với Cố Uyển Như. Cố Vân Lệ nhận quà lớn như vậy thật sự bà không dám nhận, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã đi rồi. Cố Uyển Như vội nhỏ giọng hỏi Giang Hải, xem như có chút tiền đồ. Giang Hải mỉm cười, em cứ nói mẹ giữ mà dùng. Tần Hạo làm tới mức này cũng xem như ngoài dự tính của Giang Hải. Dùng 800 triệu mua sắm sao? Giang Hải thật bá đạo mà. Bỗng nhiên, một nhân viên hấp tấp chạy đến tìm Cố Uyển Như. Cố Tổng, bên Cố Thị đã rút tư cách công ty con của chúng ta, dự án kia chúng ta khó mà làm tiếp. Giang Hải cũng dự liệu được chuyện này, bản hợp đồng kia bị xé bỏ thì trước sau gì cũng sẽ dẫn tới một kết quả. Nếu còn đi nữa, người cố ra cũng sẽ tìm cách hủy đi tư cách này cô tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ thông báo cho mọi người sao. Cố Uyên như cố gắng chấn an bản thân. Sau khi cô nhân viên kia đi ra ngoài, Cố Uyển như nhíu mày thở dài. Anh thấy chúng ta cần đăng ký một công ty mới. Giang Hải cười với cô. Dự án này rất lớn, công ty phải có tư cách xứng tầm, không thể đơn giản đăng ký là đăng ký. Giang Hải ngắn gọn nói, mua được. Mua công ty hay danh nghĩa công ty? Đúng là chỉ cần có công ty xứng, đủ lớn mạnh thì có thể cố ra kia cũng không thể làm gì được công ty lớn có đủ uy tín và tầm ảnh hưởng cũng chỉ có vài công ty thôi ai lại đi bán chứ giang hải không xem đó là chuyện lớn cứ đăng ký công ty đã nào chuyện gì đến sẽ đến tập đoàn uyển như hay chứ rất nhanh chóng lời nói giang hải vừa xong thì ngô mẫn đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục cố uyển như mơ hồ thắc mắc chẳng lẽ giang hải biết trước sao cô nhớ lại hôm bị ép cưới Cố huyền từng bước ép sát, Giang Hải đã chuẩn bị hợp đồng kia, mọi chuyện trong tay anh sao? Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng, tài liệu liên quan cũng được xử lý xong. Tập đoàn Uyển Như có số vốn điều lệ cao nhất, có lẽ con số đó không ai dám nghĩ, mà toàn bộ đều đứng tên Cố Uyển Như. Không chỉ có vậy, tài liệu đưa ra lập tức lấy được chứng nhận, hiệu suất làm việc quá cao làm người ta phải líu lưỡi không nói nên lời. Cố Uyển Như nhận giấy đăng ký kinh doanh trong lòng cô cảm thấy vô cùng lúng túng, Giang Hải giúp đỡ cô như thế, cô lấy gì trả anh đây? Cô luôn mơ hồ đoán Giang Hải là người vô cùng giàu có, nhưng đưa ra số tiền vài trăm tỷ cứ như mua bó dây ngoài chợ, anh không hề do dự hay chớp mắt lấy một cái. Cùng ngày tập đoàn Uyển như ra đời, thì thành phố Giang Tư lại có chuyện oanh động. Thông báo chính thức từ phía thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, thay vì đấu thầu khu phía đông thì hiện tại sẽ đổi sang phá tây thành phố. Là quy hoạch phía tây quy hoạch và dự án thành phố sắp tới cũng được trình bày rõ ràng, được đưa lên kênh chính thống, truyền thông được phen bùng nổ. Các khu đất phía đông đột ngột mất giá, vùng phía tây lại tăng giá chóng mặt. Sau đó lại có thêm thông tin, một tuần sau phần đất trung tâm lớn nhất ở phía tây sẽ bắt đầu đấu giá. Giới thương nhân được phen nhốn nháo, đây là mảnh đất xem như cửa ngõ vào thành phố, đây không phải là đất mà là thịt nha. Rất nhiều người chú ý vào mảnh đất đó nó quá to lớn không ai có thể dễ dàng nắm toàn bộ được quan trọng nhất là phải có tiền còn là nhiều tiền và phải là tiền mặt trước đó là thế lực hắc đạo gây chiến bây giờ lại tới giới kinh doanh có biến thành phố giang tư được phen trao đảo giang hải lúc này nhìn cố uyển như em thấy thế nào cô bình thản đọc tin tức kia ai cũng thấy rõ lợi ích to lớn kia ai có thể đủ tiềm lực mua hết chứ giang hải luôn cảm nhận cố uyển như là một cô gái đơn thuần luôn tích cực cũng rất biết tự nhìn nhận bản thân, chưa bao giờ quá ảo tưởng sức mạnh, cùng không có ý định quá phận. Nhưng Giang Hải là ai chứ? Những gì cô mong muốn anh sẽ đáp ứng. Em nên biết mơ ước, biết đâu điều ước thành sự thật. Chapter 22 thu nạp thêm người. Em có biết mình đang có gì trong tay không? Giang Hải nhẹ nhàng hỏi. Cố Huyền như hơi ngẩn người, tay anh chứ còn gì? Là một thế giới rộng lớn. Giang Hải khẳng định chắc nịch. Cố huyền như cảm thấy bị trêu chọc, mặt ngượng ngùng rút tay về thôi đi. Tuy nhiên giọng nói như mũi kêu, người khác nghe vào giống như người yêu bé nhỏ đang hờn dỗi. Giang Hải tiếp tục tỏ ra bộ dạng trung thủy, nghiêm túc nói, em chính là thế giới của anh, anh mong mình cũng sẽ là thế giới của em. Tim cố huyền như đập nhanh, cảm thấy quá đường đột, cô nhìn anh chăm chú. Giang Hải đến gần cố huyền như muốn nắm tay cô. Cạch, bỗng nhiên, cửa phòng cứ thế mở tung ra, làm cho Cố Huyền Như giật mình, bước nhanh tránh xa Giang Hải, cứ như vụng trộm bị bắt gặp. "Tôi, thật ra, tôi chắc là ra ngoài chút." Ngô Mẫn không kịp phản ứng, lúng túng không biết làm sao. Cố Huyền Như chỉnh chu bản thân, cố gắng tự nhiên nói, "Ngô tổng đừng ngại, mời anh ngồi." Giang Hải đang định thân mật một chút để kéo gần khoảng cách với Cố Huyền Như, ai ngờ lại có một con kỳ đà cản mũi nhào tới. Giang Hải tức đến mức muốn đạp cho Ngô Mẫn vài cái ngô mẫn cười tươi như hoa nhìn giang hải thông tin kia mọi người xem chưa là phía tây những chuyện đó cứ nói với vợ tôi thôi tôi chỉ muốn yên ổn ở rể thôi nha giang hải lại không quan tâm gì cứ thế làm chuyện riêng của mình thân là một đế vương thế giới ngầm cần gì quan tâm mấy chuyện tôm tép này một mảnh đất mà thôi giang hải nháy mắt là có thể sở hữu hàng ngàn mảnh đất như thế chẳng qua là muốn về thành phố giang tư nhỏ bé này để ở cùng cố uyển như mở công ty nho nhỏ kia cũng chỉ để cố uyển như tiêu khiển, cũng coi như thực tập trước khi làm việc lớn hơn. cô đọc tin tức rồi chứ, cố tổng Ngô Mẫn vừa nói vẫn nhìn Giang Hải, Giang Hải liếc nhìn anh ta, cảm than trong lòng tên này quá ngốc, diễn kịch cũng quá vụng về rồi. đã thấy rồi, cố uyển như vẫn ngại ngùng chuyện lúc nãy, trong lòng thầm mắng Giang Hải, anh cứ làm như người ta không biết công ty này là của anh, còn vờ như không biết để làm gì chứ ngô mẫn cười tươi nói cơ hội đến rồi không thể nào bỏ lỡ được ngô mẫn không vui sao được nghe theo giang hải anh ta đã dùng toàn bộ tài lực mua vùng đất phía tây vậy mà khi anh ta mua thì giá rẻ mạt hiện tại thì tăng nhanh chóng nhất là những vùng đất xấu không ai thèm đếm xỉa nay lại có giá cao ngất trời đừng nói là chúng số nha chúng số cũng không bằng được việc này đâu cố huyền như cười gượng vẻ mặt vô cùng khó xử ngô tổng đừng trêu tôi chứ tôi còn không có đủ lực để tham gia đấu ra nữa. Tuy đã đăng ký kinh doanh cho tập đoàn Uyển Như, vốn điều lệ cũng nằm trên cả trăm tỷ nhưng với mảnh đất kia thì con số này cũng chẳng là gì. Ngôn mẫn cười bí hiểm, không, tôi đang nói đến là sản nghiệp của cả thành phố này. Cố Uyển Như bỗng bừng tỉnh, giống như cô Đức khai sáng gì đó, một con đường đầy ánh sáng như hiện ra trước mặt cô. Ngô mẫn kia quá giỏi, nhìn nhận thật nhanh a. À. Đúng là mảnh đất ở phía tây rất đáng giá, nhưng cái giá của nó không phải ai cũng với được, không một ai đủ tiềm lực tài chính có thể bỏ một số tiền lớn như vậy còn là tiền mặt. Chắc chắn họ sẽ cần thế chấp hoặc thanh lý tiền sản để có đủ tiền mặt tham gia đấu thầu. Cố huyền như nhanh chóng cuốn vào việc, bàn luận với ngô mẫn. Khi trời chập tối, Giang Hải gọi vài món ăn ngon ship tới phòng làm việc, mọi người cùng ăn và làm tại phòng. Cho đến khuya, cuối cùng cũng tìm được phương án chung chuyện thu mua tài sản trong thành phố do tập đoàn uyển như phụ trách một tập đoàn mới sẽ không làm ai chú ý nhiều ngô mẫn sẽ phụ trách vấn đề tài chính lợi nhuận sẽ chia cho hai bên tập đoàn cố uyển như chiếm phần trăm lợi nhuận cao hơn cố uyển như nhận ra đây không khác gì là cho không hoàn toàn có lợi cho tập đoàn uyển như cô cũng cảm thấy ngô mẫn tuy nói là hợp tác với mình nhưng có lẽ muốn làm lợi cho giang hải khi trên đường về nhà giang hải vẫn nắm tay cố uyển như Cô cũng muốn hỏi quan hệ giữa Giang Hải với Ngô Mẫn, nhưng lại thôi. Vì cô hiểu, hỏi thế nào cũng lại lý so cũ dích là xin con hoặc chữa vô sinh. Cố Uyển như cảm giác sự ấm áp, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận, bản thân gần đây có những cảm giác rất lạ. Anh nắm tay tôi mãi thế, Cố Uyển như ngại ngừng thắc mắc. Lúc trước, đã lâu lắm rồi, khi anh còn lênh đênh tên biển, luôn phải đối mặt sự sống và cái chết. Lúc đó, anh chỉ mong có một bàn tay nắm tay mình, chỉ cần cho anh một chút ấm áp, một chút hy vọng, anh chợt nhớ tới hai người. Giang Hải nói lấp lửng, anh cũng không nói rõ người anh nhớ là mẹ mình, còn người kia là Cố Uyển Như. Cố Uyển Như vô cùng đồng cảm, xúc động trong lòng, vì bản thân cô cũng từng lênh đênh trên biển, cũng từng bị tử thần gọi tên. Nhưng cô lại không nhớ đã từng cứu mạng một cậu bé, đã từng nhường nắm cơm bẩn của mình cho anh. Anh chỉ là một đứa mồ côi, giọng Giang Hải thở ơ, không biểu cảm người mà đáng lẽ anh phải gọi là cha, lại chưa từng có một chút trách nhiệm làm cha, thậm chí người đó còn vô tình tàn nhẫn. Cha sao, gã họ bạch đó không xứng. Cố huyền như trong lòng vô cùng khó chịu, cảm thấy Giang Hải đã trải qua rất nhiều đau khổ, thiệt thòi. Cô chủ động lật tay nắm lấy tay Giang Hải, cô muốn an ủi anh. So với Giang Hải, những ủy khuất cố huyền như đã chịu đựng không so được với những cực khổ kia của anh. Đến nơi, Giang Hải nắm chặt tay cố huyền như xuống xe, cô không hề có cảm giác ngại ngùng nữa, cứ như đã thành thói quen. Nhưng trong mắt hai vợ chồng lôi nhân hào đây là hành động thân mật. Qua cửa sổ, thấy cảnh tượng kia, cố vân lệ ngạc nhiên, hai đứa nó nắm tay, ông xem kìa. Lôi nhân hào cười hài lòng, không cần quá lo lắng. Xem như uyển như có một người chồng tốt. Cố vân lệ nhìn Giang Hải, cảm giác con gái mình có lẽ sẽ có cuộc hôn nhân tốt hơn, còn có hai người cũng chưa đăng ký kết hôn cố vân lệ cũng không biết phải nói sao nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi có giang hải cuộc sống gia đình họ đều thay đổi rồi mua nhà có xe công việc thuận lợi bệnh của lôi nhân hào cũng tốt hơn rất nhiều khi có việc gì thì giang hải là người đứng ra bảo vệ họ giúp đỡ cả nhà quan trọng hơn anh ta rất tốt với con gái cố vân lệ cũng không có gì để chê trách anh ta được con rể tốt như thế toàn tâm toàn ý như vậy tìm ở đâu ra chứ vào nhà hai người đã thấy thức ăn chuẩn bị sẵn giang hải lại bắt đầu ăn cố huyền như hơi khựng lại anh đã ăn rồi mà cố vân lệ nhìn con gái rồi trách đây là ăn không no rồi còn con nữa phải ăn thêm gì đi giang hải để mẹ làm nóng đồ ăn giang hải đang nhai đồ ăn thì vội vàng không cần đâu ạ à, cơm này mẹ nấu rất ngon con ăn thế này là được ăn xong cố huyền như bị cố vân lệ lôi kéo qua một chỗ mẹ thấy cả rồi hai đứa nắm tay Cố huyền như đỏ mặt, không, làm gì có ạ. À. Thực sự cô xem đó là thói quen rồi, cũng không thể tránh khỏi ánh mắt cha mẹ. Còn chối, nói thật mẹ biết, đã phát triển tới đâu rồi. Cố huyền như càng ngượng ngùng, giận dỗi bỏ lên phòng, không có, làm gì mà tiến triển. Giang Hải ở cùng phòng cố huyền như, lâu ngày sẽ phát triển mà thôi. Cố vân lệ nhìn theo bóng dáng con gái, thở dài, bà chỉ mong con gái sẽ hạnh phúc hơn mình tại biệt thự TMS ở phía đông thành phố Giang Tư. TMS là khu biệt thự cao cấp nhất ở khu đông thành phố, hai biệt thự này có vị trí khá đặc biệt, đối xứng nhau, lại vô cùng hoa lệ. Ai cũng biết đó là nơi ở của Tần Hạo và Tần Hiên. Hai anh em Tần Hạo và Tần Hiên đang tái mặt, đuổi người thân chạy lên lầu trốn, còn hai người họ đang đối mặt với một người. Người này quá quen thuộc, chính là Thất Hồn. Thất Hồn ngang nhiên từ cửa chính đi vào, gặp ai ngăn cản đều giết không chút do dự. Tần Hiên cảm thấy không thể tin được, Thất Hồn là tên thuộc hạ đắt lực nhất của hắn, hắn đối với Thất Hồn không hề tệ, mà giờ lại bị phản bội. Tần Hiên có tức mà không nói được, ra tay đấu với Thất Hồn thì hoảng sợ nhận ra bản thân không phải đối thủ của anh ta. Nói đúng hơn là Tần Hiên không đủ tư cách làm đối thủ của Thất Hồn. Nếu như Thất Hồn không thả cho hắn con đường sống thì chắc hắn đã là cái xác không hồn rồi. Nhưng điều làm cho hai anh em cảm thấy ghê rợn hơn chính là hình xăm thiên thần sa đọa màu đỏ như máu ngay trước ngực. Hiện tại cả thành phố Giang Tư ai cũng biết thiên thần sa đọa kia, cho nên khi thấy hình này, họ đều hiểu chính người trước mặt giết hồng tam lão và đan lục. Thì ra thất hồn chính là thiên sứ sa đọa Trước mặt Tần Hiên là chứng cứ phạm tội của hắn. Giết tôi đi, hay muốn làm gì cũng được, nhưng đừng hại tới gia đình tôi, không cần động tới anh tôi. Tần Hiên gần từng chữ, hai mắt đỏ ao, tỏ ra bất khuất không sợ chết tôi thích, tính cách rất tốt. Giang Hải từ từ bước tới. Tần Hạo sợ hãi, co rụt người, anh, chính anh. Giang Hải ngồi xuống trên ghế sofa, không tin nổi sao. Tần Hạo không phải người nhát gan, anh ta chỉ là người cẩn thận mà thôi. Nhưng lại bị ép tới nước cận kề cái chết, Tần Hạo vô cùng tức giận. Tôi làm theo ý anh cả rồi, tại sao lại cứ dồn chết tôi chứ? Tần Hạo biết, với thực lực Giang Hải muốn giết người sẽ giết dễ dàng, còn nhổ cỏ tận gốc. Một nhà già trẻ trên dưới sẽ bị diệt. Giang Hải lạnh lùng, ai làm thì người đó chịu, ép buộc mua bán mại dâm, động tay động chân cạnh tranh không lành mạnh, oan sao? Tần Hạo nhíu mày, anh là ai? Thất hồn lạnh băng, không có tư cách biết. Giang Hải cười, nhưng tôi cho hai người được chọn, hoặc sống, hoặc chết. Sống, phải làm sao? Tần Hạo không do dự. Chỉ cần sống, cái gì cũng có hy vọng, Tần Hạo là người thông minh, tất nhiên không thể chết giang hải vẫn giữ nụ cười các anh có thể làm cho tôi anh cần gì tần hiên hỏi giang hải cứ thế rời đi nhanh như cơn gió cứ như chưa bao giờ xuất hiện những chuyện còn lại do thất hồn xử lý bao gồm cả giải thích quay lại biệt thự cửa phòng không khóa cố huyền như thấy anh về cũng chỉ mặc kệ ngủ tiếp cô cố dặn mình không thèm quan tâm anh giang hải nhẹ giọng gọi vợ ơi cố huyền như vẫn im lặng Giang Hải như năn nỉ, anh muốn ngủ trên giường được không? Nên nhà lạnh quá. Buổi sáng, Giang Hải vẫn được được đánh chén no nê. Theo thói quen, Giang Hải muốn nắm tay Cố Uyển Như, lại bị cô rút tay. Cố Uyển Như giận dỗi chất vấn, anh đi đâu mà trễ thế? Hiển nhiên là hỏi chuyện tối qua. Anh khó ngủ nên đi lanh quanh. Cố Uyển Như tỏ vẻ không tin, lý do quá qua loa. Anh lái xe đi, lại còn đi công viên cô dường như quen được giang hải bên cạnh anh đi để lại cô một mình cảm giác bất an vô cùng khó chịu khi xuống xe giang hải lại nắm chặt tay cố uyển như còn chưa kịp vào công ty thì cố uyển như vô cùng bất ngờ khi gặp một người cố nhân hắn chính là cháu đích tôn của cố tùng con trai của cố hạo dân đang làm cho công ty trinh nhánh ở thành phố giang thanh nghe đồn đang yêu đương cùng một cô gái là con của một tài phiệt cố nhân nhìn cố uyển như lại thấy hai người nắm tay hắn ta cười khinh bỉ nghe nói em gái kết hôn rồi giọng nói vẫn chứa đựng sự khinh bỉ cố uyển như có tình cảm với đứa con rể nghèo hèn này trong đầu hắn ta lại nghĩ cố uyển như lại là đồ bỏ không có tiền đồ hình như không liên quan gì thì phải cố uyển như lạnh lùng đáp cho dù cô và giang hải có gì đi nữa cũng không thể xóa đi được chuyện chính cố gia ép cô lấy chồng cố uyển như không hề muốn gặp người của cố gia không có gì thì tôi cần làm việc. Cố huyền như nở nụ cười cứng ngắt muốn giữ lịch sự bỏ đi. Có thể mời anh lên văn phòng bàn chuyện chứ? Cố nhân vẫn nở nụ cười thờ ơ. Có chuyện, nói luôn đi. Nhìn thấy hai người vẫn nắm tay, cố nhân lại ra vẻ cao cao tại thượng. đây là em rể sao? Đúng là có khí chất khác lạ nha, lái xe cũng rất tốt. Nghe nói lái xe cũng rất chuyên nghiệp. Chapter 23 cổ phần. Có chuyện gì thì nói đi. Còn nếu chỉ nói chuyện này thì thôi." Cố Huyền Như không thể giữ được thái độ tốt, gần giọng. Cố Nhân thấy cô có thái độ không tốt, lại vô cùng kiêu ngạo, "Tôi muốn bàn về công ty con này, cũng muốn bàn về chuyện đấu thầu công trình dự án kia." Nói thẳng ra là vì dự án của phía Hàn Quốc mà đến. Cố Huyền Như không muốn dây dưa với Cố gia, đe dọa thì sao chứ? Cô cũng mặc kệ, cần gì phải quan tâm tới người không quan tâm mình. Cố Nhân bất ngờ trước thái độ của cô tức giận quát tháo như kẻ bề trên vậy thì tôi sẽ lấy lại bảng hiệu công ty con này công ty này sẽ không liên quan gì tới cô nữa vậy lấy đi đem ngay đi cố huyền như bỏ đi mặc kệ hắn ta cố nhân khựng lại mọi thứ đều ngoài dự liệu của anh ta ký hợp đồng với bên kia không phải công ty con thuộc danh nghĩa của cố thị sao nếu không có bảng hiệu này thì làm sao tiến hành dự án kia cố huyền như lại không thèm để ý thế sao Cố Nhân lại tự tin vỗ ngực nói với Cố Hạo Dân sẽ lấy lại được dự án kia, không ngờ Cố Huyền Như lại mặc kệ như thế. Cố Huyền Như, cô suy nghĩ cho kỹ, đừng hối hận. Cố Huyền Như không có ý định dừng lại. Cố nhận giận quá hóa rồi, cực kỳ tức giận, tức không làm gì được, cô đúng là loại không biết điều. Dự án này cô đừng nghĩ không ai biết là cô mờ ám với bên kia, giờ lại còn cả tên lái xe kia. Ồ, hai tên này khiến cô sung sướng quá. Cố huyền như nhíu mày, cô bị nhục mạ còn ít sao. Cố huyền như hiểu rõ, cố ra từng người một, ai cũng như nhau cả, chỉ biết lợi ích và lợi ích. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên sau lưng cô, cố huyền như cũng thả lòng. Cố nhân ngẩn người nhìn Giang Hải, máy dám sao? Dám nói vợ tôi như vậy, bị đánh là còn nhẹ. Giang Hải gần từng chữ một. Bốp, lại thêm một cái tát vang vọng, không hề có sự chuẩn bị trước nào muốn nằm cùng phòng cố hữu chứ, tôi có thể cho anh vào cùng. Cố nhân cứng người, định chửi bới khó nghe nhưng Giang Hải làm cho hắn ta sợ hãi. Cố nhân nhớ tới chuyện cố hạo dân cảnh báo mình, không nên chọc giận tên tài xế này, cố hữu bị nát bi, xương gãy từng đoạn cũng do Giang Hải gây ra. Cố hữu bị Giang Hải đánh bầm dập, cố ra lại không dám hó hé. Cố nhân bỗng nhiên trụm chân lại, theo bản năng rất đề phòng. Giang Hải mặc kệ cố nhân, kéo bảng tên xuống thích thì lấy về đi. Giang Hải vừa nói vừa vo tấm bảng vụn nát nhét vào người cố nhân. Giang Hải gần từng chữ cút. Cố nhân ôm bảng về kẻ đầu đuôi, còn thêm mắm thêm muối, gã lái xe kia quá hung dữ, còn bị hắn. Bốp, còn chưa nói xong, cố hạo dân đã dáng một cái tát lên mặt cố nhân. Sao lại đánh con, là con bị hắn đánh đó. Cố nhân không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Tao cần dự án, không phải cái bảng hiệu này cố hạo dân tức giận quát lớn ông ta hận không thể tát chết đứa con ngu mốc này cố hạo dân đã định tự mình đi nhưng vì cố nhân chủ động nên ông cũng tin con trai biết lo lắng san sẻ lo lắng của mình chuyện lấy đi tư cách công ty con kia thì bên đối tác cũng không làm gì được dự án kia cũng không thể thực hiện cố huyền như tài giỏi tới đâu cũng không thể thực hiện dự án kia mượn tư cách hay nhờ vả sao cố ra có chút mặt mũi cho nên cố huyền như cũng không thể đi đâu tìm được dồn cố huyền như rồi lại cho lợi ích, như vậy dự án lại dễ dàng lấy được không tốn quá nhiều công sức. Cố hạo dân đang nghĩ quyền chủ động nằm trong tay, cố nhân lại đem tấm bảng hiệu vô dụng kia về. Còn nhận thêm hai cái tát. Cố hạo dân tức giận quát to ẩm ý, vậy thì đừng trách chúng ta ác độc. Thu hồi tức cách công ty con. Cha, vậy bên đối tác kia thì sao? Cố nhân ôm một bên mặt, nghe theo hỏi. Cố hạo dân mắng, Kim Huyên kia bỏ đi thỏa thuận cũng không còn liên quan cố Uyển như, ông ta thích phụ nữ vậy tìm người tốt hơn, đẹp hơn, biết chuyện hơn là đủ. Cố Hạo Dân không thèm để ý đến chuyện Giang Hải có quan hệ gì đó với Kim Huynh, dù gì trong thế giới này chỉ có lợi ích vĩnh viễn, làm gì có bạn bè gì đó chứ, chỉ có lợi ích và lợi ích mà thôi. Nhưng ông ta đã sai lầm quá rồi, Kim Huynh đối với Giang Hải là kính sợ, lợi ích gì đó chỉ là mũi. Những người bên kia, như chú ba, cố nhân thắc mắc, mấy người họ tìm Cố Uyển như thì chúng ta tìm Kim Huynh, cha muốn xem ai có hiệu quả hơn. Cố Hạo Dân lập tức thực hiện suy nghĩ của mình. Lúc này, trong phòng làm việc của Cố Uyển Như, hai người Cố Thụy Long và Cố Thiết Huy đã ngồi chờ sẵn. Cố Thụy Long cùng Cố Thiết Huy kết thành một phe, muốn trừ đi Cố Hạo Dân. Bản thân Cố Thiết Huy thì không muốn ngồi một chỗ chờ chết, nếu ông không có biểu hiện gì, Cố Tùng sẽ gạt ông qua một bên. Cả hai ai cũng vì lợi ích của mình cả. "Cháu thật bận nha." Cố Thụy Long mở lời muốn bắt đầu bàn bạc. Cố huyền như cũng không buồn để ý, cô cũng không muốn giả vờ làm gì. Người trẻ chăm chỉ là chuyện tốt mà, cố thiết huy ra vẻ quan tâm thân thiết. Cố huyền như rời khỏi cố ra thì xưng hô cũng trở nên ngượng gạo, những người kia dù gì cũng là cậu của cô. Nói dứt tình thì dứt, nhưng quan hệ máu mủ còn đó, dù sao họ cũng là anh ruột của mẹ cô. Mời hai cậu ngồi, thái độ cố Uyển như vô cùng xa cách, rồi tiếp tục xem tài liệu giang hải tỉnh bờ ngồi trên sofa cười ha ha hi hi cứ như đang xem gì vui trên điện thoại uyển như cậu tới là có việc muốn con xem xét cố thụy long khéo léo đặt vấn đề dự án kia cố uyển như hỏi ngược cố thụy long cười thân thiện uyển như có thể nào chuyển dự án kia về cho tập đoàn không cố uyển như trả lời chắc như đinh đóng cột không thể dù cho dự án này cô không có cô cũng không muốn nó rơi vào tay cố thị cô hận rất hận nếu dùng cổ phần cố thị đổi thì sao cố thụy long quăng một miếng mồi ngon không cần cố uyển như dứt khoát không cần suy nghĩ dự án kia không phải vì tiền hay thế lực cố uyển như biết chỉ có giang hải hiểu cô câu trả lời này của cô là em mờ cho cố thụy long vô cùng sửng sốt làm sao có kẻ không cần tiền thế chứ cố thụy long cho rằng miếng mồi thơm kia nặng hơn cả dự án nhưng kết quả không như ông mong muốn 10 chỉ cần giao dự án cháu sẽ có 10% cổ phần. Anh em cố ra trừ cố vân lệ, thì mỗi người đều có mười mấy phần trăm cổ phần, 60% còn lại do cố tùng nắm trong tay. Cái giá này khá lớn, vì dự án, vì lợi ích ở sau, chút cổ phần này có thể lấy lại được, họ chấp nhận trả giá. Cố Tùng để lại tài sản cho họ thì 60% kia cũng đã lên đến vài trăm tỷ đó nha. Cháu nói lại là không muốn quan hệ gì tới cố ra nữa. Cố huyền như muốn tiến khách, thái độ và hành động kiên quyết vô cùng. Cố Thụy Long không phục, miếng mồi ngon kia còn chưa đủ sao. Giang Hải như vu vơ nói, anh thấy khá ít. Anh nghĩ 20% mới xứng đáng. Mọi người nhìn Giang Hải, đây là muốn bọn họ lấy tài sản đặt cược. Giang Hải đưa ra đề nghị bất ngờ, họ không phản ứng kịp. Không đồng ý, vậy thì thôi, ngoài ông ra còn nhiều người chờ đợi hợp tác lắm. Cả hai người Cố Thụy Long và Cố Thiết Huy nhìn nhau. Hai người chung ý kiến là sẽ xem xét lại. Sau khi hai người đi, Cố Huyền Như trầm tư, muốn hỏi lại thôi. Cố Huyền Như cho rằng cả hai chỉ là vợ chồng DN nghĩa, cổ phần Cố Thị dù gì cũng rất có giá, cô có quyền ý kiến gì sao? Cô cảm thấy Giang Hải đối tốt với mình đều là mục đích, cô tự đề cao bản thân quá rồi. Dù là công ty con hay tập đoàn Huyền Như đều là của Giang Hải, cô chỉ là người đứng tên thôi. Chẳng qua, cô là kẻ làm thuê mà thôi. Có phải em nghĩ anh không nên như thế? Giang Hải bình thản hỏi. Quyết định của anh đều đúng." Cố Huyền như hơi tuổi thân, mắt đỏ lên. Giang Hải muốn nắm tay cô nhưng cô lại né tránh. "Vì mẹ, Cố gia luôn là tâm bệnh của mẹ em, nếu mẹ có 20% cổ phần hay hơn chút thì người Cố gia sẽ không đối xử với mẹ như thế. Chỉ cần mẹ nắm trong tay một số cổ phần nhất định, mẹ sẽ được Cố gia tôn trọng." chỉ cần là mong muốn của mẹ, chúng ta thực hiện thay mẹ. Mẹ rất muốn trở lại nhà họ Cố, rất muốn nhận được sự đồng ý và tôn trọng. Cố Uyển Như mông lung, cảm giác ấy náy dâng lên. Thì ra Giang Hải nghĩ cho cô, nghĩ cả cho mẹ cô, vậy mà cô hiểu lầm ý tốt Giang Hải, còn nghĩ anh là vì tiền. Thật sự như anh nói sao? Cố Uyển Như hỏi lại như để chắc chắn. Giang Hải nắm chặt tay Cố Uyển Như, nhẹ nhàng nói, anh đã từng nói rồi mà. Không gì quan trọng hơn em, em là thế giới của anh. Sao lại đối tốt với em chứ? Cố Huyền Như xúc động tới mức khóc. Anh muốn cho em những gì tốt đẹp nhất." Giang Hải vén tóc của cô, ánh mắt vô cùng thâm tình. Giang Hải kéo Cố Huyền Như vào lòng, anh có chuyện bí mật muốn bật mí cho em. Cố Huyền Như hỏi lại một cách ngơ ngác, "Bí mật? Nhưng phải dùng miệng mới nói được, là miệng chạm miệng nha." Cố tổng, lúc này cửa lại bị bật tung ngô mẫn đơ người như trời trồng. Cố huyền như bất ngờ, nhanh chóng đẩy Giang Hải ra, anh tái mặt, vô cùng bực bội, ánh mắt toàn là lửa giận muốn đốt cháy ngô mẫn. Đây là lần thứ hai, vào lúc cao trào thì ngô mẫn lại đến làm bóng đèn. Anh ta tiếc mạng mình quá dài sao? Tôi, xin lỗi, tôi không nên. Lát nữa tôi quay lại, cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Giang Hải tức giận gầm lên, cút. Giọng nói vang vọng cả tòa nhà khi Giang Hải đi ra thì thấy Ngô Mẫn đứng ngoài. Thật sự, tôi không cố ý. Giang Hải vô cùng tức giận, sau này cậu nên gõ cửa trước khi vào. Đừng phá đám tôi nữa đấy. Chapter 24 sóng gió lần một. Những người tham gia đấu giá ở thành phố Giang Tư đang gấp gáp thanh lý toàn bộ tài sản, giá thấp tới mức không thể tin được. Cố huyền như lúc này lại thể hiện được tài năng kinh doanh của mình, liên kết với nhiều công ty để đạt được kết quả như ban đầu đặt ra từng sản nghiệp lớn tới sản nghiệp nhỏ đều vào tay cố uyển như trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố sau đó là thu mua mảnh đất phía tây tất nhiên mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch mà giang hải đã chuẩn bị sẵn gia đoạn đầu tài sản của cố uyển như đã đạt tới hơn vài chục tỷ lần đầu tiên cô phải đàm phán những khoản hợp đồng có giá trị lớn liên tục như vậy cô cũng vô vùng lo lắng nhưng rất may là không có sai sót gì nhưng cũng có nhiều đã chú ý tới tập đoàn Uyển Như và Ngô Gia. Trước đó, Ngô Gia đã thu mua nhiều mảnh đất phía Tây, số lượng kia khó mà tưởng được. Ngày mà Ngô Gia chờ mình có lẽ không còn xa nữa. Nhiều người thắc mắc, Ngô Gia có thể biết trước mọi chuyện từ đâu. Mọi người lờ mờ đoán có ai đó thao túng, chỉ là người sau màn kia quá bí ẩn, không ai tra ra được dấu vết gì. Vì cố gia ở Giang Tư chỉ xếp hàng thấp, chưa gọi là đệ nhất gia tộc, cho nên mọi người đa phần không biết của Uyển Như, nên vẫn không biết về tập đoàn Uyển Như từ đâu mà có. Tài sản kia cứ như cái động không đáy, bung tiền không tiếc. Còn có thế lực ngầm âm thầm dòm ngó sản nghiệp hồng tam lão, lúc này Tần Hiên lại xử lý các sản nghiệp nhanh chóng với giá cực thấp. Rửa tay gác kiếm, có thể dễ dàng sao? Đã bước vào con đường này, cả đời đừng mơ tưởng rửa sạch, hắn không tìm người khác thì người khác cũng tìm hắn. Đó là đạo lý ai cũng dự đoán thành phố giang tư sắp có sóng gió rồi ngoại ô thành phố tại một khu nghỉ dưỡng thiên nhiên phong cảnh rất tốt một người đàn ông trung niên đang chậm chạp uống trà đối diện là giang hải nhàn nhã giết thuốc hơn một năm cậu cũng tới rồi người đàn ông kia đưa tới trước mặt giang hải một ly trà thân thế đế vương ngầm rất ít người biết người đàn ông này lại là số ít kia nếu ai đó thấy cảnh này chắc sẽ không tin vào mắt mình ông ta họ hoành mà họ này ở phương đông chính là thuộc hoàng tộc. Người của hoàng tộc lại phải pha trà rót nước sao? Chắc chắn rồi, vì đừng nói là có thể, mà dù là hoàng tộc cũng chưa chắc xứng đáng pha trà rót nước cho Giang Hải. Vì thế lực hoàng tộc ở các nước đang dần suy yếu, tranh giành quyền lực, đấu tố nhau công khai càng làm cho các thế lực khác coi thường hoàng tộc. Sao? Đợi tôi, muốn tìm lợi ích từ tôi. Lý do Giang Hải muốn cứ thế thu mua mảnh đất kia, nhưng Hoành Độ Dương lại tuyên bố đấu giá không muốn điều gì đó từ anh thì là gì? Đế vương thế giới ngầm chưa bao giờ liên minh hay liên kết với ai, điều này tôi rõ. Nhưng hợp tác thì thế nào? Hoành độ dương nhìn Giảng Hải, cứ như đang xem xét biểu hiện của anh. Giang Hải mỉa mai, cũng chỉ là lợi ích thôi sao? Hoàng tộc với tôi chính là hai đường thẳng song song. Cơ tử hùng gượng cười nói, với một người đứng đầu thành phố, tôi chỉ muốn có quyền tuyệt đối với nó. Lợi ích tất nhiên, không thể tính hết giang hải cười một cách cợt nhã ô tính ra ông rất thực tế nhưng tôi vẫn nên nhắc ông nhớ kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đừng cố ý gây phiền phức giang hải đứng lên muốn rời đi dù hoàng tộc thì chỉ cần anh muốn diệt họ cũng không quá khó tôi và họ khác nhau hoành độ dương rót thêm một ly trà đưa tới trước mặt giang hải ly này vị sẽ khác ly cũ giang hải im lặng một chút rồi nhận ly trà được thôi tôi sẽ thử nó khi về, Giang Hải nhận được điện thoại của Kim Huynh nói sơ lược tình hình, Giang Hải cười đã hiểu, cũng nói rõ chủ ý của mình cho ông ta tự lo liệu. Thì ra, để lấy được tập đoàn cố thị, cố hạo dân đã dùng hết sức mình, tìm người đẹp hiếm có đưa đến cho Kim Huynh. Tuy nhận người đẹp, nhưng Kim Huynh vẫn chưa có động thái gì, ngược lại còn để cố hạo dân lâm vào cảnh khó xử. Tôi muốn mua lại cổ phần cố thị, dù gì dự án của Hàn cũng sẽ đẩy mạnh ở đây, tôi cũng cảm thấy cố thị rất có tiềm năng xưng tôi mà không phải là tập đoàn tài chính hàn quốc tất nhiên cố hạo dân nghe hiểu ý định kia tập đoàn cố thị trước giờ đều là của cố ra mấy người họ nếu có thêm người phải thông qua cố tùng cố hạo dân không thể tự ý quyết định kim huyên bồi thêm cố tổng à nếu tôi tham gia cố thị dự án kia còn giao người ngoài sao không chỉ vậy các khoản đầu tư lớn nhỏ khác sẽ đi đâu ông nghĩ xem còn không rơi vào túi chung sao thực sự nếu Kim Huyên là cổ đông của tập đoàn Cố Thị, dự án tất nhiên sẽ là của Cố Thị, chính là đôi bên cùng có lợi. Cố Hạo Dân nhanh chóng thấy hợp lý, cảm thấy, đừng nói là lợi ích liên tục của các khoản đầu tư kia, mà ngay cả Cố Thị cũng là của ông ta. Có kẻ ngốc mới từ chối. Anh muốn bao nhiêu cổ phần? Cố Hạo Dân vô cùng cẩn thận hỏi kỹ. 10% Kim Huyên nhìn người đẹp được đưa tới cửa kia, bản thân ông ngứa ngáy trong người rồi đấy. Cố Hạo Dân tiếp tục hỏi tới, dự án kia khi nào có thể ký chuyện cổ phần và dự án không liên quan nhau cần gì vội chứ kim huynh thoái thác cố hạo dân suy nghĩ kim huynh chẳng qua gia nhập cố thị để kiếm thêm tiền còn dự án đều là thay mặt ký việc có lợi ông ta mới làm cho nên việc trì hoãn không có gì lạ chỉ cần kim huynh có lợi sẽ tự đưa lợi ích tới cho cố thị đây là lợi cho đôi bên vậy lúc nào thì làm thủ tục cố hạo dân gấp hơn cả kim huynh cuối cùng Kim Huynh cũng dùng giá rẻ mà thu mua cổ phần cố thị. Mấy người cố ra kia ai ngờ được tất cả cổ phần này sẽ nằm trong tay cố Uyển như chứ. Lúc này, tại văn phòng của cố Uyển như cũng có một cuộc trao đổi. Cố Thụy Long và cố Thiết Huy sợ để lâu không ổn, nên cũng đã đồng ý chuyển nhượng 20% cổ phần. Bây giờ, cố Tùng vẫn còn chưa biết cổ phần cố thị đã bị chảy ra ngoài 30%. Cố Hạo Dân vừa về đã gọi cố nhân, ngày mai, con đi ký thỏa thuận với Kim Huynh mọi chuyện cha đã sắp xếp ổn thỏa cố tùng quan tâm nhất chính là người nối dòng dù cố nhân không giỏi giang gì nhưng cũng là con trai để cháu nội đi ký hợp đồng này cố tùng sẽ càng thích cố nhân hơn chưa kể quan hệ giữa cố nhân và con gái ung gia bên thành phố giang thanh rất tốt nếu cố gia có thể làm thông gia với ung gia thì cố tùng càng coi trọng cố nhân hơn nữa cố tùng có thể để cố nhân có đủ tư cách xứng đáng với ung gia sẽ giao cổ phần cho cố nhân điều này trăm lợi nha Ung tiểu ni sắp đến rồi, còn phải đi đón cô ấy. Cố Nhân vội vã rời đi. Cố Hạo Dân nghe vậy cũng thả lỏng hơn, tốt lắm, đi đi, phải chiếu cố con bé tốt vào, muốn gì cứ chiều theo. Cố Nhân kia tuy là kẻ bất tài vô dụng, nhưng về mặt tán gái thì hắn ta cũng có chút thực lực, vừa về giang tư thì cô Ung tiểu thư kia đã chạy theo rồi. Cố gia kết thông gia với Ung gia thì chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi, nghĩ đến đây thì Cố Hạo Dân lại nhìn Cố Nhân thuận mắt hơn vài phần. Nghĩ tới Cố Thụy Long thì ông lại hừ lạnh, chế giễu cậu em của mình sẽ thảm hại ra sao. Cố Tùng gọi Cố Hạo Dân tới biệt thự Luxury, ông ta chỉnh chu sửa soạn một phen. Vào biệt thự, thấy Cố Tùng khí sắc vô cùng tốt, đứng bên cạnh lại là một cô thư ký xinh đẹp vô cùng. Cố Tùng nắm lấy tay cô thư ký, nhiều năm qua cha nuôi các con trưởng thành, cũng đã dốc lòng dốc sức, hiện tại cũng muốn an hưởng tuổi già. Vài hôm nữa cha sẽ chuyển giao Cố thị cho các con, cha sẽ cùng dì Tiểu Thanh sống nhàn hạ. Nói xong, cố tùng nhìn cô thư ký trẻ kia, ánh mắt vô cùng thâm tình. Cố Thụy Long không có biểu cảm dư thừa nào, vì cô thư ký kia là do ông sắp xếp, điều ông ta muốn cũng chỉ có vậy. Cố Hạo Dân thì bất ngờ vô cùng, lại nhìn cô thư ký trẻ chỉ hơn tuổi con trai mình một chút. Dì Tiểu Thanh, này khác gì thêm vợ bé? Cố Tùng lên tiếng hỏi, có ai ý kiến gì cứ nói ra. Con không có ý kiến gì cả, cha cũng nên có cuộc sống riêng, an hưởng sự thanh nhàn, Cả đời cha vất vả vì chúng con rồi. Hai anh em cùng chung ý tưởng. Vấn đề mấu chốt là Cố Tùng muốn giao lại công ty, mọi chuyện khác cũng không có gì đáng bàn. Cố Tùng nhìn con mình rồi trầm giọng nói, các con nghĩ được thế là tốt. Cố Hạo Dân đang mừng thầm trong bụng, ông ta tính toán thì ký hợp đồng giờ này đã hoàn thành. Cố Tùng gật đầu, Cố thị sau này do thằng ba quản lý, là anh hai con nên giúp nó. Cố Hạo Dân như bị búa nện, vô cùng trống rỗng hoàn toàn không phản ứng kịp ngẩn người nhìn cố tùng còn cố thụy long thì cười xảo trá sao lại vậy không được đâu cha cố hạo dân không tin được cha là đang nói chúng ta cùng nhau phát triển cố thị cố thụy long vui mừng đắc thắng với lại em cũng đã nói cha em đang thuyết phục uyển như giao lại dự án rất khả quan anh yên tâm có anh em ta hợp lực cố thị sẽ phát triển hơn cố hạo dân không tin được những gì mình nghe tại sao lại có chuyện này điện thoại vang lên cố hạo dân lấy lại tinh thần là cố nhân gọi tới nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì ông ta nghĩ lần này cha không được chút giận lên con kim huyên kia không chịu gặp con con đã tìm mọi cách nhưng ông ta vẫn không thèm gặp con còn có ông ta để hai người nói chuyện với con nhưng chỉ nói về việc chuyển nhượng cổ phần ông ta còn bảo người cố ra cút đi cha à giờ phải làm sao vẻ mặt cố hạo dân xám xịt mắt trận to nhìn chằm chằm một hướng ông ta biết mình đã bị Kim Huyên lừa gạt. Dự án này không tới tay ông, cổ phần lại mất đi. Có thể nói là cố hạo dân mất trắng, cả người ông nghiêng ngã, đổ ầm xuống đất. Chapter 25 quá nhiều bí ẩn. Giang Hải, ăn chậm chút, đừng để nghẹn, cha mẹ vợ nhìn chàng rể kia, vô cùng thuận mắt. Lúc nào ăn cơm Giang Hải cũng ăn như quỷ đói. Giang Hải lau miệng, lại gắp thêm đồ ăn, mẹ. Mẹ nấu cơm rất ngon lôi nhân hào có chút không nỡ ra ngoài không ăn toàn chờ về nhà ăn cơm nhà uyển như con không về ăn là được rồi sao lại không xem xem giang hải ra sao ăn uống thôi mà để ý chút là được cố vân lệ hơi trách cứ cố uyển như nhíu mày sao giang hải lại có bản lĩnh làm cho cha mẹ mình lo lắng quan tâm hơn cả con gái ruột chứ anh ta là người lớn rồi đói thì cứ tự ăn thôi sao lại là do con cô như hờn rỗi cha mẹ là cha mẹ của con đó nha sao lại bênh người ngoài giang hà ăn uống no nê thỏa mãn cha mẹ không sao cả uyển như còn có việc lại ăn ít nữa không thể vì con mà gián đoạn được anh nói bậy gì đó anh cố uyển như chừng anh giang hải nói dối không chớp mắt nha anh ta ăn như heo đói thì thôi đi còn đặt điều anh có nói gì sai sao giang hải tỏ ra nhu nhược sợ sệt ánh mắt gian xảo cha mẹ đừng lo uyển như đều lo cho con những đồ dư của cô ấy đều do con ăn hết anh anh nói bậy cố vân lệ của trách giang hải là đàn ông ăn nhiều là bình thường bận thì bận không thể chờ thằng bé ăn sao cố uyển như cảm giác đây là nhà của giang hải kia là ba mẹ của giang hải tức giận không có chỗ chút lấy tập tài liệu đặt lên bàn đây là con rể quý hóa của mẹ làm đấy cố uyển như đặt văn kiện chuyển nhượng cổ phần lên bàn Lôi nhân hào vô cùng bất ngờ, chuyển nhượng cổ phần. Là 30% cổ phần cố thị, đây là thật. Cố thị là tài sản riêng của cố gia, cố tùng lúc trước lấy lý do cố vân lệ lấy chồng, sợ cổ phần bị người ngoài lấy đi. Cố vân lệ không có một chút gì cả. Nhiều năm qua, người cố gia luôn giữ cổ phần trong tay, làm sao Giang Hải có thể lấy tới 30% cổ phần. Cố vân lệ cầm lên bản chuyển nhượng kia, cha sẽ tức giận lắm, nhiều cổ phần như vậy. Giang Hải ăn xem nghẹn, mẹ vợ này xem ra, suy nghĩ quá mức bất thường, là do não hay do tâm lý. Cố ra đối xử tệ bạc với bà như thế, bà lại còn để tâm cố ra kia nghĩ gì, cố tùng là cha ruột thì sao? Cũng đã làm tròn trách nhiệm làm cha sao? Không lẽ bà quên lúc cố tùng mắng chửi, ức hiếp cả nhà bà? Lôi nhân hào nhìn Giang Hải, ánh mắt lóe sáng, phân lệ, chúng ta cất giữ chúng đi, ở trong tay chúng ta cổ phần này ít ra cũng an toàn, những người anh kia của em rồi một ngày cũng là cố thị suy vong giang hải trong lòng dơ lên ngón tay cái ba vợ vẫn là sáng suốt nhất cũng cảm than tình cảm vợ chồng của họ chỉ có ông mới hiểu được lòng vân lệ nói ra những lời kia làm cho vân lệ không cảm thấy có gánh nặng tâm lý khi giữ cổ phần này giang hải vừa dọn dẹp chén đúa vừa nói cha con có tin tốt cố vân lệ vội vàng ngăn cản việc dọn dẹp của anh Ngày mai vị thần y con từng nói sẽ đến. Thật sao? Lôi Nhân Hào vô cùng kích động. Chén bát trên tay Cố Vân Lệ rơi vỡ. Cố Huyền Như cũng rất kích động. Giang Hải không ngờ mọi người lại kích động như thế, ông ta nói bệnh này không nặng, có thể chữa. Nếu ông ta nói thế, sẽ chữa được. Cố Vân Lệ quên cả thu dọn, chúng ta có nên chuẩn bị gì không? Không cần đâu mẹ, cứ uống thuốc điều trị cùng đồ ăn bổ dưỡng là đủ. Hôm sau Cố Vân Lệ sau khi nấu ăn và đi đổ rác thì thấy một người như ăn xin đang nằm cạnh cửa, có mùi khó chịu bốc lên. Cố Vân Lệ hết hồn, kêu nhiều lần nhưng không được, vội vào nhà kêu mọi người. Cố Huyền như nghe mẹ nói có ăn xin nằm bên ngoài, thấy rất kỳ quái. Khu này là biệt thự cao cấp, những người ăn xin kia sao vào được? Mẹ sợ là ông ta chết rồi, mẹ kêu mãi không được. Giang Hải đi xuống, nghe thấy mẹ và vợ nói chuyện thì cười hì hì, không phải ăn xin người ta đến chữa bệnh đó. An ninh bình thường làm sao có thể ngăn được ông ta chứ? Chữa bệnh, cố vân lệ kinh ngạc. Theo bà thì thần y không phiêu phiêu xuất trần, cũng nên quần áo đàng hoàng, hoặc tệ lắm cũng phải có chút khí chất. Người kia, có thể chữa bệnh sao? Giả chết làm gì, Giang Hải đá ông ta một cái. Phía bên kia, hướng 9 giờ, người thanh niên trẻ. Người nằm đó vẫn không nhúc nhích, lại nói nhỏ vài câu. Giang Hải nhìn qua, cách đó là ngôi biệt thự, trong sân một già một trẻ đang luyện võ, vô cùng có uy lực. Nhìn thấy đây là một người luyện võ lâu năm, thực lực sâu không lường được. Người già tuy tóc trắng, nhưng khí thế cùng khí lực vô cùng sung mãn. Thiếu nên thì uy vũ vô song. Thứ họ đang luyện là bộ quyền mãnh long. Đây là một bộ quyền ở thiên lương, tuyệt đối không được truyền thụ ra ngoài, tâm pháp quý không cầu nổi. Nhìn cách luyện tập kia, tất nhiên là đã tập luyện từ nhỏ thân phận người truyền thụ quyền mãnh long thì người kia không hề đơn giản nhưng giang hải cũng tiếp tục đá ông ta một phát sợ người biết quyền mãnh long đã rời thiên lương lâu rồi người đàn ông say xỉn kia đứng lên tiến tới trước giang hải cố uyển như tỏ vẻ không tin tưởng nhỏ giọng hỏi ông ta chữa được sao không nên nhìn bề ngoài chỉ có ông ta mới có khả năng chữa được bệnh của cha giang hải vỗ tay cố uyển như muốn cô yên tâm hơn người tin giang hải là lôi nhân hào ông cũng không phải người nhìn bề ngoài để đánh giá. Bắt mạch xong, cặp mắt chợt chợt lẽ, nhưng đầu nhìn về phía Giang Hải. Giang Hải vẫn gật đầu. Trước mắt người kia đang châm cứu, Ruip ít viết một toa thuốc điều dưỡng thân thể, nhưng hành động tiếp theo là uống rượu, vừa uống vừa đi ra. Suốt quá trình không có lời dư thừa. Giang Hải cùng đi ra cửa, người đàn ông nói, sao ông ta lại bị người ta dùng ẩn thuật. Ông ấy là cha vợ của tôi, Giang Hải cũng không giải thích, bản thân anh cũng không hiểu hết được. Lôi nhân hào chỉ là người bình thường, người ra tay với ông ấy lại có thể không tầm thường. Giết một người rất dễ, nhưng muốn làm người đó sống không bằng chết thì rất khó. Kết hôn rồi, người đàn ông như tỉnh rượu, nghe được chuyện khó tin, hay nếu mọi người biết tin này, chắc nhiều người đòi sống đòi chết lắm đây. Người này dường như lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lướt nhìn căn biệt thự đối diện, chẳng lẽ vì bên kia cái gì cũng không phải, ông thấy thế nào? Đẹp, cũng không phải quá xuất sắc, yêu, thật sao? Bao nhiêu cô gái theo đuổi anh nhưng Giang Hải lại chỉ trung tình với một người là Cố Uyển Như. Giang Hải nói có chuyện lại tới phiền ông. Đừng, không nên chút nào, người đàn ông tiếp tục uống. Đâu dễ dàng thế được, nói xong, Giang Hải đi vào trong biệt thự. Trong nhà, Cố Vân Lệ nhìn chầm chầm lôi nhân hào, sao rồi? Lôi nhân hào cười lắc đầu, cố vân lệ than thở mắt trào ra giang hải bình thản lên tiếng hiện tại cha cần hồi phục từ từ mất ít nhất một tháng sau đó cha có thể có thêm em cho chúng con ấy chứ thật sao cố uyển như không dám tin cô sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều cố vân lệ cầm lấy toa thuốc mẹ sắc thuốc vị thần y kia đâu rồi cố uyển như khó khăn để gọi thần y cảm giác ông ta như tên lừa đảo đi rồi giang hải cũng không giải thích gì thêm cứ để thời gian chứng minh tất cả. Đưa Cố Uyển Như đến công ty, Giang Hải liếc nhìn ngôi biệt thự hướng bên kia, trong lòng nổi lên nghi vấn, một già một trẻ này rốt cuộc là người như thế nào? Cha sẽ khỏi chứ? Trên đường đi, Cố Uyển Như không biết hỏi bao lần rồi. Nhất định sẽ khỏi, Giang Hải không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Giữa trưa, Cố Uyển Như và Giang Hải đang ở bên ngoài, Cố Vân Lệ gọi tới, khóc sướt mướt khiến Cố Uyển Như sợ hết hồn. Uyển Như cha con, ông ấy, ông ấy khỏi rồi. Cố vân lệ mừng đến chảy nước mắt, nói chuyện không rõ ràng. Cố vân lệ nấu thuốc cho lôi nhân hào uống. Vừa uống thuốc vào đã phát huy tác dụng ngay, lôi nhân hào có thể nhấc vật nặng, đi một gớt cũng không cảm thấy mệt. Cảm ơn anh, cố huyền như cảm kích nhìn Giang Hải, khóe mắt hơi ướt. Đó cũng là cha anh, Giang Hải cười, cầm tay của cố huyền như, em có muốn sinh con trai không? Anh cũng có thuốc nha, Đáng ghét, Cố Uyển như thẹn thùng, vội rút tay về. Cảm động bay biến, chỉ muốn mắng anh vài câu. Giang Hải cười gian xảo, "Thôi không sao, con gái anh cũng thích. Anh thích thì tự đi mà sinh." Thấy Giang Hải như vậy, cô vội đứng dậy rời đi. Buổi tối đưa cha mẹ ra ngoài ăn, chúc mừng một chút. Giang Hải chạy theo đề nghị. Đầu tiên là thành lập xong tập đoàn Uyển Như, sau đó lại lấy được 30% cổ phần của tập đoàn Cố Thị, bệnh của Lôi Nhân Hào có hy vọng chữa khỏi việc nào đều đáng để chúc mừng. Tập đoàn Uyển như thu được nhiều sản nghiệp như vậy, theo xu hướng kinh doanh nên thành lập chi nhánh công ty để quản lý. Cố Uyển như muốn nghe lời khuyên của Giang Hải, cho lôi nhân hào ra mặt tiếp quản. Cố Uyển như quá bận rộn, sau đó đã sắp xếp gọi cho nhà hàng Thiên Mã, đây cũng là sản nghiệp mới mà cô thu mua vào. Cố Vân Lệ nghe sẽ tới nhà hàng Thiên Mã ăn cơm, Cố Vân Lệ căng thẳng. Giang Hải à, hay ăn nơi khác đi, ở đó đắt lắm. Tiểu Giang, hay là đổi một chỗ khác ăn đi, đồ ăn ở cẩm thiện các quá đắt. Giang Hải đương nhiên không thể chọn một nơi quá kém được. Nhà hàng Thiên Mã ở thành phố Giang Tư vô cùng nổi tiếng, dù nguyên liệu nấu ăn hay chất lượng đều là thượng hạng, dĩ nhiên, giá cả cũng rất chát. Chapter 26 Ăn Phân Hóa Nghiện Các món ăn ở nhà hàng Thiên Mã đều vô cùng đắt đỏ, Cố Vân Lệ tuy chưa từng ăn ở đây lần nào, nhưng nhà hàng này quá nổi tiếng, bà cũng có nghe mọi người nói qua. Còn về chuyện nhà hàng Thiên Mã đã về tay tập đoàn Uyển Như, Cố Vân Lệ hoàn toàn không biết. Con rể quý của cha mẹ đang muốn mời mọi người ăn, có ngăn cũng không ngăn được đâu. Con gái không mời nổi nhà hàng như thế, nên chỉ phụ trách ăn thôi, còn lại thì con không quan tâm." Cố Uyển Như nói với giọng điệu ghen tị vì Giang Hải được quan tâm hơn. "Cố Vân Lệ trách yêu, lớn rồi, giận dỗi gì chứ? Con xem đi, buổi trưa ăn cơm ngoài rồi sao? Có ăn không?" sao Giang Hải lại ăn như đói chết thế kia, thực sự đã ăn chưa sao? Cố Uyển Như cảm thấy bản thân thật oan ổn, ai nhìn vào cũng nghĩ cô bỏ đói Giang Hải, ai biết được là lúc nào Giang Hải cũng ăn rất nhiều, không như heo cũng như quỷ đói. Có lúc cô còn nghi ngờ anh là quỷ đói tái sinh sao? Mẹ, thật ra con mời, nhưng Uyển Như trả tiền nha. Giang Hải danh mãnh cười. Thiên mã là tài sản của Uyển Như rồi, bà chủ chỉ cần mở lời là được mà. Cố Vân Lệ kinh ngạc, tay nắm chặt bà chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân có thể được ăn trong nhà hàng của nhà mình còn là một nơi xa hoa đắt đỏ gọi món xong nhà hàng thiên mã kín bưng có thể thấy nhà hàng kinh doanh rất ổn muốn đặt bàn phải đặt trước một tuần tại quầy lễ tân một người đàn ông đang thức giận chút lên nhân viên phục vụ đó là trương huy vũ da vàng vọt cứ như bệnh nặng lâu ngày thực ra hôm đó sau khi uống thuốc thì trương huy vũ phát tiết một buổi chiều tôi đến còn uống một chén thuốc to đùng ăn gì cũng không vào. Sau đó lại bị Tào Tháo dượt liên tục, đi tới mức cả người mất nước vào viện. Bác sĩ hỏi khó mãi hắn mới nói thật đơn thuốc kia. Thật sự nghe tới đơn thuốc kia, ai cũng muốn nhịn cười mà không nhịn nổi, tất nhiên bản thân ăn gì thì cho ra thứ đó. Đúng là ăn vật bẩn sẽ xuất ra vật bẩn. Khi biết bản thân uống đồ ô uế, Trương Huy vũ trúc giận lên thuộc hạ, đánh người kia xém chết, lại hận Giang Hải ngút trời, bản thân thề sẽ xử lý Giang Hải một cách thê thảm trương huy vũ đập mạnh bàn tần hạo đâu tôi gọi anh ta đặt chỗ mà dám báo với tôi là hết tâm bệnh của hắn chính là miệng thối từ khi có chuyện kia hắn sợ bản thân phát ra mùi hôi thối sợ mọi người biết hắn đã ăn những thứ ổ uế kia nói chuyện với ai cũng không dám há to miệng thật sự hôm nay đã hết chỗ ngày mai anh trương quay lại sau được không ạ nhân viên cười nói lịch sự từ chối khéo trương huy vũ kia là khách quen còn là khách vip nhân viên không ai dám đắc tội cả bảo Tần Hạo ra đây cho tôi. Trương Huy Vũ hét to. Audio điện tử võ tấn bền. Thành thật xin lỗi anh Trương, hiện tại chúng tôi không liên lạc được cho anh Tần. Trương Huy Vũ thư gọi nhưng không ai nghe máy, giận tới mức muốn đập nát điện thoại. Thực ra, ban đầu phòng ăn VIP nhất đã để cho Trương Huy Vũ, nhưng mà nghe tin Giang Hải tới, mặc kệ tên họ Trương, cũng không báo lại mà cứ thế để cho Giang Hải. Tần Hạo không dám đắc tội với Trương gia, nhưng hiện tại Trương Huy Vũ lại làm loạn ở đây. Tất nhiên, Tần Hiên có dự tính riêng, muốn để cho Giang Hải nợ mình. Ban đầu chưa biết thân phận thật sự của Giang Hải, sau này số phận của anh ta đều nằm trong lòng bàn tay của Giang Hải. Tần Hạo phải giao sản nghiệp, muốn thăm dò thực lực của Giang Hải. Nếu Trương Huy Vũ kia xử lý Giang Hải thì tốt nhất, hoặc ngược lại Giang Hải xử lý Trương gia thì anh gia cũng không có tổn thất. Chuyện trai cò tranh nhau người đứng sau đoạt lợi không hiếm. Giang Hải thừa biết Tần Hạo sớm muộn gì cũng sẽ phản kích, nhưng Giang Hải không lo lắng, ở trước mặt anh âm mưu hay gì đó chỉ là trò đùa mà thôi. Trương Huy vô tức giận, chỉ là một quán ăn cũng dám coi thường hắn ta, đây là coi thường Trương gia. Phòng tôi đặt dọn lên, đừng nhiều lời, tôi không kiên nhẫn, chọc tới tôi, tôi cho nhà hàng này đóng cửa luôn hôm nay. Dù là Tần Hạo cũng không dám cản trương huy vũ dọa người nhân viên cũng khiếp sợ nhỏ giọng nói phòng do tập đoàn uyển như đặt ông chủ đã dặn dò rồi trương thiếu tôi chỉ nói cho anh đừng nói ai là do tôi nói nha nhân viên này cũng được tần hảo đã căn dặn anh phải nói những câu này tập đoàn uyển như nghe quá lạ mọi người không ai biết về tập đoàn uyển như chỉ có một người đứng sau trương huy vũ lại có vẻ mặt kỳ quái một người trong nhóm bỗng nhiên lên tiếng trương thiếu ở giang tư này cũng có người có gan dành bữa cơm của anh sao? Lan thiếu, tôi thực sự đã đặt chỗ rồi, tôi sẽ xử lý nhanh. Trương Huy vỗ cười hùa theo. Mọi người lờ mờ đoán ra lan thiếu kia là ai, rất ít người biết được họ lan ở giang tư rất bí ẩn. Lan ra là thế lực to lớn ra sao không ai rõ, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng nể mặt vài phần. Thực ra, họ kín tiếng vì nhiều chuyện chỉ cần lời nói của họ có thể giải quyết, không nhất thiết phải ra mặt. Trương Huy Vũ muốn trừ Giang Hải thì phải nịnh bợ Lan Thiếu này chính là Lan Gia Thác. Trương Huy Vũ rất biết chiều lòng người, Lan Gia Thác thích loại con gái nào thì hắn ta giới thiệu cho Lan Thiếu kia một cô gái. Trương Huy Vũ cam đoan đây là cực phẩm trong cực phẩm. Giang Hải vào trong nhà hàng, dù là tài sản của mình, nhưng anh lại vô cùng khiếm tốn. Cố huyền như tới nói, chúng tôi đã đặt phòng VIP loại 1. Nhìn thấy Giang Hải, Trương Huy Vũ trừng to mắt, nghe thấy tên phòng, hắn biết do cố uyên nơ như cướp căn phòng kia. Tìm khắp nơi, thì giờ người lại tự dâng tới. Trương Huy Vũ còn đang suy nghĩ làm sao để Lan ra thác thay mình ra mặt xử Giang Hải, vậy mà giờ lại chạm mặt. Hắn tự nói với mình, phải xử tên kia thật tốt, còn tiểu hồ ly kia cứ thế hành hạ kêu cha gọi mẹ là được rồi. Nghĩ là làm, hắn cười khiếm nhã tới gần cố uyên như, ôi người đẹp, thật có duyên, đúng là duyên mà. Đây là người tôi giới thiệu, Lan Thiếu thấy thế nào? Vừa nói hắn vừa nhìn về Lan Gia Thác. Lan Gia Thác mắt sáng rực, phụ nữ đẹp không thiếu, nhưng có khí chất như này lại là hiếm, có tiền cũng không có được. Nhìn dáng người cố uyển như, cùng khí chất kia, Lan Gia Thác thèm thuồng nuốt nước bọt. Thái độ của Cố Uyển Như khi gặp Trương Huy Vũ là vô cùng bài xích, đề phòng rất cao. Lan thiếu chính là thích cảm giác này, phụ nữ mà dễ dàng dâng lên thì chả có gì thú vị cả. Một chút cũng không thú vị. Phải từ từ chinh phục sau đó hành hạ từ miệng người phụ nữ nghe những lời van xin mới là mỹ vị là cảm giác chinh phục thiên hạ khó có được như vậy mới có cảm giác chinh phục trương thiếu cố huyền như lùi lại lúc trước giang hải lừa trương huy vũ ăn phân như thế giờ lại gặp ở đây cô lo sợ có chuyện xảy ra giang hải chú ý tới trương huy vũ ngạo nghễ hỏi trương thiếu uống thuốc rồi chứ mày còn dám hỏi hôm nay đừng mong tao tha cho mày trương huy vũ nghĩ tới chuyện cũ lại tức giận không thôi ô sao trương thiếu cứ che miệng thế kia có gì không ổn sao giang hải châm chọc à có khi ăn hết một chậu phân kia lại bị sao rồi giang hải mô tả lại hành động của trương huy vũ như thể đang trêu tức ban đầu cố huyền như còn ái ngại trương huy vũ dù gì trương ra không dễ chọc mà giang hải lại động vào trương huy vũ sợ rằng không yên được nhưng nghe câu nói của giang hải cô không nhịn được bật cười khúc khích trương huy vũ bị nói trúng tim đen vô cùng tức giận cố huyền như lại còn cười châm chọc hắn cố huyền như cô cứ đợi tôi làm sao xử lý cô rồi cô sẽ nằm dưới thân tôi cho tôi hưởng thụ từng chút bốp giang hải đen mặt cái tát vang dội giang hải không bao giờ để vợ mình chịu nhục anh có thể nhẫn nhịn nhưng dám động vào vợ anh thì đừng hòng trương thiếu ăn phân tới hỏng người miệng thối còn nhân cách thối ướp luôn cả cái não tàn kia của anh sao? Mọi người lại đây, nói cho mọi người nghe chuyện ăn phân thành nghiện của Trương Thiếu nào. Mọi người bàn tán xung quanh, sao lại có người ở nhà hàng không ăn cơm lại ăn phân? Bàn tán ngày một nhiều, Trương Huy Vũ xấu hổ đỏ mặt, không biết giấu mặt đi đâu, người xung quanh nhìn thấy thế thì chắc chắn người kia đã ăn phân nêu biểu tình mối vậy. Bốp, lại một cái tát giáng xuống. Chuyện anh ăn phân, do anh tự nguyện, liên quan gì vợ tôi? anh nên rõ ràng đụng tới vợ tôi anh tự xác định đi hiểu không mày dám đánh tao trương huy vũ ôm mặt giang hải nguy hiểm tiến lên từng bước có gì không dám giết anh cũng có thể đấy tin không giang hải nhìn trương huy vũ ánh mắt sắc bén làm cho hắn ta sợ hãi còn phía bên này lan gia thác thèm thuồng nhìn cố uyển như cố gắng làm quen cố uyển như đúng không làm quen chút tôi là lan gia thác của lan gia Lan Gia. Giang Hải nhìn Lan Gia thác, năm đó Lan Gia đã lụi tàn, sao lại có Lan Gia nào đó ở Giang Tư, Lan Gia kia chỉ có ở phía Bắc. Cũng chỉ có Lan Nhã Cát mà thôi. Giang Gia bị ly tán, từ đó, Giang Hải thành trẻ mồ côi, năm đó. Cố huyền như chán ghét lùi về sau, không bắt tay với Lan Gia thác. Ở trên lầu, Tần Hạo vừa châm thuốc vừa theo dõi cuộc chiến bên dưới, anh ta không hề sợ Trương Huy Vũ náo sự ra sao, Giang Hải có thể lột ra hắn ta khi Tần Hạo thấy Lan Gia thác thì nở nụ cười tính toán. Lan Gia ở Giang Tư chưa là gì, nhưng Lan Gia ở phương Bắc kia là gì chứ? Một đại gia tộc, Lan Gia thác lại cùng với Trương Huy Vũ, đắc tội cả hai thì hậu quả khôn lường, Giang Hải lần này. Lan Gia thác cũng không thèm nhìn Giang Hải, chỉ gắn mướt lên người cố uyển như. Cô biết người kia, danh tiếng vang xa, nhiều cô gái mất đi trong sạch trong tay họ. Tiếng xấu của Lan Thiếu vang dội khắp nơi, chuyện ác gì mà họ không làm chứ. Tôi không biết anh, cố huyền như lui về sau, ánh mắt hoảng sợ. Lan thiếu nhìn thái độ kia của cô thì vô cùng vừa mắt, gian xảo cười, đi với tôi chẳng phải sẽ biết ngay thôi sao. Lan thiếu tiến gần đến, chuyện gì chả làm qua, cưỡng ép một cô gái cũng không có gì mới mẻ cả, Lan ra còn ở sau hậu thuẫn, hắn có gì mà kiêng rẻ chứ. Những cô gái càng phản kháng anh ta càng hưng phấn, đàn ông phản kháng thì đánh cho chết mới thôi. Cố Uyển Như sợ hãi nhìn Giang Hải muốn cầu cứu. Giang Hải lại lơ đãng nhưng mọi thứ đều thu vào tầm mắt. Chapter 27 Thế đạo xoay chuyển. Lan gia ở Giang Tư là gia tộc đứng đầu, không ai dám đi trêu họ. Lan gia Thác túm lấy chiếc túi của Cố Uyển Như, vẻ mặt cợt nhã như trêu gẹo một vật nhỏ. Anh muốn gì, cơ thể gầy yếu chắn trước cô. Ông là ai? Lan gia Thác khinh bỉ nhìn Lôi Nhân Hào. Thân thể gầy yếu lôi nhân hào có thể nói là một trận gió có thể thổi bay, nhưng vì bảo vệ con gái lại có thể đứng chắn trước. Một người đàn ông phải bảo vệ được vợ và con mình. Cha, đừng mà, cố huyền như muốn ngăn cản, nhưng ngoài cha cô ra thì ai có thể bảo vệ cô? Cô nhìn Giang Hải, nước mắt trực trào. Cố vân lệ kéo túi cố uyển như lại, còn pháp luật không, mau buông ra. Pháp luật, lan ra thác cười chế diễu, trên đất Giang Tư, lan ra là trời dứt lời, lan ra thác tát cố vân lệ một bà tải. Nhìn thấy vậy, Tần Hạo cười mỉa mai, đến Giang Hải cũng không dám làm gì lan ra, chuyện này cũng rất đáng mừng. Nhưng ngay sau đó, Tần Hạo không tin được, Giang Hải lại nhanh chóng đứng trước mặt lan ra thác. Bóp mạnh cổ tay của lan ra thác, ánh mắt lạnh băng, tao muốn xem cái gì là trời. Mày! Lan ra thác còn chưa kịp nói gì, Giang Hải đã đẩy hắn vang xa. Tủ kính phái sau vỡ vụng, mảnh thủy tinh vụn đâm thẳng vào người hắn ta. Giang Hải bước đến chậm chậm, tiếng thủy tinh dưới chân vô cùng ghê rợn. Tóm lấy Lan ra thác, Giang Hải nói nhỏ giọng, nói với con chó già Lan Thương, Giang Hải quay về rồi. Từng người nhà chúng mày, ta sẽ từ từ cắt cổ từng người. Cút! Giang Hải đá văng Lan ra thác bay ra, cánh tay trà sát vào mảnh thủy tinh vụn dưới nền. Giang Hải nhẹ nhàng lau nước mắt của Cố Uyển Như, sao em lại không tin anh? Em là mọi thứ của anh, tin anh được không? Khi Cố Uyển như cảm thấy chỉ cần lan ra thác bắt cô đi thì cô chỉ có đường chết. Giang Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh cáo nhìn Tần Hạo, hắn ta thấy vậy thì run cầm cập. Thành phố Giang Tư có bao nhiêu gia tộc chứ, Lan gia không một ai dám động vào, nhưng Lan gia thác lại bị Giang Hải dẫm đạp không khác gì đồ phế phẩm. Lúc này, Tần Hạo nhận thức sự đáng sợ của Giang Hải, đánh Lan gia thác xong, anh còn muốn tiếp tục ăn ở đây? Tần Hạo nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy xuống lầu. Trương Huy Vũ thấy thế thì vô cùng vui vẻ. Giang Hải quá đáng sợ, đến Lan Gia Thác cũng bị đánh rồi. Lan Gia sẽ để yên chuyện này sao? Cũng có thể Giang Hải không biết vị thế của Lan Gia, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Huy Vũ cũng đã tưởng tới lúc Giang Hải bị Lan Gia trả đũa, anh ta cứ đợi sống không bằng chết đi. Còn cố uyển như, hắn ta lại đánh chủ ý xấu xa lên người cô lúc này lại thấy ánh mắt sắc như dao của Giang Hải, không cút. Trương Huy vũ sợ hãi, ba chân bốn cẳng co giò chạy nhanh cứ như ma đuổi. Còn Tần Hạo vờ như tình cờ, không biết đang có gì xảy ra. Chào hỏi Giang Hải rồi giả vờ hỏi phụ vụ, sao thế, ai lại dám quấy rầy ngài Giang đây? Giang Hải lạnh giọng, không cần tính kế với tôi, hậu quả thế nào tôi sợ anh gánh không nổi. Tần Hạo bị dọa tới mức không nghĩ được nhiều, vội giả vâng gật đầu thu dọn nhanh đi tần hạo ra lệnh cho nhân viên phục vụ sau đó lại nói hôm nay bữa ăn đều miễn phí các vị khách khác mong về cho ngài giang đây và cố tiểu thư cứ thoải mái mời mọi người đi lên trên mọi thứ đã chuẩn bị tất các món này đều là món nổi tiếng nhất của nhà hàng này giang tiểu tử không phải nói là nhà hàng thiên mã này là của nhà chúng ta sao giang hải cười vui vẻ câu nói nhà chúng ta bao gồm cả anh là đang thừa nhận anh là thành viên trong gia đình. Mở quán sao lại đuổi khách đi được, sau này ai dám tới nữa chứ? Lôi nhân hào đồng ý, đúng vậy Giang tiểu tử, không thể làm vậy được. Giang Hải nhìn Tần Hạo, không nghe sao, còn chờ tôi nói lần nữa. Tần Hạo phản ứng nhanh chóng, ngăn cản nhân viên, cố huyền như vào phòng ăn xong, Giang Hải dừng lại nhìn Tần Hạo. Làm tốt thì có tương lai, làm không tốt, hạt cát cũng không bằng. Tần Hạo sợ hãi, cảm thấy việc làm vừa rồi của mình quá mức ngu xuẩn, mồ hôi đầm đìa. Nhớ tới chuyện giao sản nghiệp cho thất hồn, có lẽ Giang Hải không cần số tiền này. Chỉ cần thái độ rất tốt, Tần Hạo sẽ có được tài sản gấp 3 gấp 4, thậm chí nhiều hơn, đến lúc đó hắn không cần lo lắng nữa. Tần Hiên nghĩ Giang Hải quá mức khoa trương, Giang Hải có thể xử lý lan ra thì việc đi theo Giang Hải cũng không có gì xấu. Lăn lộn lâu nay, Tần Hiên tự biết có đôi khi phải đối với ông chủ thật tốt thì mới tốt được. Chính vì Tần Hảo không có chỗ dựa vững chắc, nên hai em từng bước đều cẩn trọng, lần này họ thất sách rồi. Vào đến phòng ăn, Cố Uyển Như bất an lo lắng. Cô biết rõ vị thế của Lan Gia trong thành phố, đừng nói là chuyện ác, dù ác hơn cũng chẳng ai làm gì họ cả. Giang Hải, hay là về nhà ăn cơm nhé? Cố Uyển Như nằm chặt tay. Giang Hải trấn an cô, dù ở đây hay về nhà thì có khác gì nhau, chẳng lẽ vì về nhà ăn mà họ không phiền tới chúng ta sao? lôi nhân hào nhắc nhở giang tiểu tử lan ra kia không phải tầm thường lãnh đạo thành phố cũng kiêng rẻ họ con cha đừng quá lo lắng lan ra không đáng để sợ hãi như vậy giang hải tiện tay rót rượu cho ông cha con đang uống thuốc đấy cố vân lệ trách cứ cố huyền như cười nói đỡ mẹ cứ để cha uống con chưa thấy cha uống rượu nha tuy cố huyền như lo lắng nhưng lại càng có lòng tin vào giang hải hai mẹ con cố vân lệ vừa ăn vừa nói chuyện còn Lôi Nhân Hào cùng uống rượu với Giang Hải, không khí hài hòa vô cùng. Giang tiểu tử, cha chưa từng nghe con kể về nhà và người thân. Nhà con ở đâu? Lôi Nhân Hào uống không được nhiều, giọng cũng ngà ngà say. "9 tuổi con đã mồ côi, mẹ mất, con không có cha." Giang Hải chỉ cười trừ. "Hả, mồ côi?" Cố cô Vân Lệ bất ngờ, cảm thấy đau lòng cho Giang Hải. Giang tiểu tử không biết chịu bao nhiêu cực khổ rồi, nhớ những lần ăn cơm sạch chén đồ ăn thừa cũng không trừ lại có lẽ vất vả cực khổ làm cho thằng bé không bỏ phí thứ gì uyển như sau này quan tâm giang hải hơn đi cố uyển như xấu hổ cắm mặt ăn cơm giọng lý nhí mẹ sao lại nói thế sau này là sao cố vân lệ luôn làm cho cô cảm giác đứa con gai này vô dụng rồi luôn muốn đuổi đi khuất mắt vị thần y kia ông ta có bài thuốc rất hay có thể sinh con trên ha hay là cha mẹ sinh cho cố uyển như thêm một đứa em đi Lôi nhân hào say mềm, nghe thế thì nấc cụt nói, không được rồi, con với Uyển như tự tìm cơ hội thôi. Cố Uyển như chịu không được, cảm thấy đây mới là cha mẹ của Giang Hải, cha, nói gì lạ vậy chứ? Lan ra ở Giang Tư, Mục Hoàng bị thương về kể lể với Lan Thương, nghe thấy do Giang Hải làm thì sắc mặt trầm xuống. Không thể nào, sao nó còn sống chứ? Lan Thương cắn răng. Nếu 5 năm trước Giang Hải còn sống, tại sao danh sách kia không có tên nó, giờ quay lại làm gì? Cha, cha biết hắn ta sao? Con biết hắn ở đâu, báo thù cho con đi cha. Lan thương suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, nó nói gì với con? Hắn ta chửi, chửi, cha là con chó già. Lan ra thác nói không nên lời, cẩn thận nhìn Lan thương, mặt ông ta vẫn rất bình thản. Hắn ta còn nói, chúng ta chờ bị cắt cổ đi. Lan thương vỗ bàn, ngông cuồng. Đi tìm hoác ngụy, xử lý âm thầm, Lan ra thác hung hăng bước đi, như thế sắp triệt hạ được cái gai trong lòng. Hoắc Ngụy tuy không có vị trí gì cụ thể nhưng nếu Hồng Tam lão và Đan Lục thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Hoắc Ngụy kia chính là trợ tá đắc lực của Lan gia, nói thẳng là tay sai của Lan gia. Hắn ta giúp Lan gia làm những chuyện ác trong tối, người này đối với Lan gia là không thể thiếu. Sau khi ăn uống xong, Giang Hải để Tần Hạo cho người đưa Cố Uyển Như và cha mẹ về. Còn bản thân thì từ từ đi tới bờ biển một chiếc xe theo sau là của Tần Hạo. Nhưng sau đó, lại có thêm một chiếc xe đi theo xe của Giang Hải. Lúc này, Giang Hải dừng lại một hẻm đá bên bờ biển, khoảng không ban đêm chỉ một màu đen tuyền. Đây là nơi mà Giang Hà, mẹ của Giang Hải nhảy xuống biển. vực sâu hút, chỉ nghe tiếng sóng đánh vào mỏm đá. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Giang Hải không có chút biểu cảm dư thừa, đèn xe sau lưng chiếu sáng trói một góc không gian một gã đàn ông trung niên cười khả ố, mày là Giang Hải. Sao, có chuyện, Giang Hải đang có chút ưu tư, giọng khá trầm. Gã đàn ông kia chính là Hoác Ngụy, trên tay của hắn chính là máu của Giang gia. Hoác Ngụy gần từng chữ, mày về để làm gì? Muốn sống cứ như mấy con chó bên đường lang thang không phải tốt sao? Giang Hải đáp, mày chưa chết, thì tao còn phải ở đây nhìn mày chết. Hoác Ngụy nhanh chóng rút vũ khí tiến nhanh về phía Giang Hải mày có sống cũng chỉ là đồ dơ bẩn, chỉ bằng chết có phải tốt không? Lưỡi đao sáng quắc, bổ thẳng về phía Giang Hải. Hoác Ngụy ra tay tàn độc, nửa đời của hắn đã dùng lưỡi đao này nhuốm máu bao người, bao nhiêu đối thủ đáng gờm đều bỏ mạng, ngay cả phụ nữ hay trẻ em cũng không bỏ qua. Giang Hải vẫn điềm tĩnh nở nụ cười sáng rực. Chậm chạp, Giang Hải hơi xoay người đã tránh được Hoác Ngụy, hắn mất thế ngã nhào xuống đất. Giang Hải đứng trước mặt hắn, chậm rãi đâm một đao vào người Hoắc Ngụy. Sao lại? Hoắc Ngụy kinh ngạc trợn tròn mắt, sao Giang Hải lại có thể mạnh như thế, rõ ràng vừa rồi hắn không nhìn rõ tại sao lại bị ngã nhào, thằng quát kia lại lợi hại thế sao? Tao muốn báo thù, Giang Hải liếc nhìn, chúng mày cho tao lý do hợp lý để sống tốt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Nhớ, có kiếp sau thì dáng làm người tốt. Dùng dao đâm thẳng vào các gân mạch của Hoắc Ngụy, thậm chí khoét tới mức nhìn thấy xương trắng cứ thế, lặp đi lặp lại, đâm khoét, rút ra lại đâm khoét. Tần Hạo trên xe nhìn thấy cảnh tượng kia, cả người run sợ, khủng bố không chịu được. Đây chính là cái kết của việc đắc tội Giang Hải. Chapter 28 sống không bằng chết. Tần Hạo chợt nghĩ tới phải biết bản thân ở đâu và người kia là ai, nếu không bản thân đừng hỏng có chỗ tốt. Giang Hải dừng một chút, động tác nhanh chóng, từng khớp xương của Hoắc Ngụy vỡ vụn, về sau hắn ta chỉ có thể là một phế nhân, sống không bằng chết. Có khi sống còn đau khổ hơn cái chết. Như vậy vẫn chưa đủ. Giang Hải đưa dao vào miệng hóc ngụy, cắt đi một phần lưới, cứa rách mép miệng, máu tuôn dữ dội. Giang Hải chính là muốn đời sau của hóc ngụy sẽ chỉ uống được đồ lòng. Làm xong mọi việc anh nhìn về phía khoảng không đen tối kia, vứt dao đi. Giang Hải gõ cửa xe tần hạo, đừng để người kia chết, đưa về lan ra. Về lại Hoàng Kim giáp lân, Cố Huyền như đang chờ Giang Hải ở ngoài cửa giang hải vô cùng cảm động vợ anh là một cô gái lương thiện bản thân cố uyển như cũng biết không thể làm gì hơn chỉ thêm phiền cho anh nhưng đi rồi thì trong lòng lại lo lắng thấy giang hải bình an trở về cố uyển như vừa khóc vừa cười thấy trên áo giang hải còn vệt máu cố nén những lo lắng trong lòng cũng không hỏi chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh cả hai không nói gì cùng đi vào biệt thự giang hải tắm rửa xong bước ra ngoài đang định mặc áo Cố huyền như ngăn cản, khoan đã. Giang Hải thắc mắc, sao thế? Cô kiểm tra cả người Giang Hải, chợt cô kinh ngạc, chi chít cả cơ thể chỉ có vết thương, vết dao, vết súng. Sao lại thế này? Cố huyền như đau lòng, không nói thành lời. Giang Hải đã từng trải qua những chuyện kinh khủng gì mà tới mức cả người đều là vết thương chứ? Em nhìn đi, anh vẫn rất xoái nha. Giang Hải mặc áo che lại, cười tươi. Cố huyền như ngây thơ sờ mặt anh, xem xét kỹ càng mặt anh chưa từng gì cả đúng không làm sao có thể anh bị đánh cũng bảo vệ mặt nha anh sợ xấu em không thèm lấy anh giang hải gặp chuyện cả nhà đều vô cùng lo lắng không khí đang yêu thương thì lại bị giang hải xua tan uyển như bật cười thôi đi anh thật hết nói nổi giang hải nằm xuống ghé đầu lại vợ dưới đất lạnh lắm anh đang đau vậy em ngủ nền đất nhé cố uyển như hỏi ngược Giang Hải thở dài không đủ sức phản kháng lại vợ mình. Cố huyền như đang nghĩ về vết sẹo trên cơ thể Giang Hải. Còn Giang Hải nhìn xa xăm, nhớ về lúc trước, khi anh 9 tuổi, đã không còn nhớ nhiều nữa. Nhưng anh nhớ rất rõ mẹ mình, những gương mặt của Lan Gia. Lan Gia, cả khu biệt thự đều sáng đèn, dự báo một đêm không ngủ. Sắc mặt của Lan thương tái mét, giận dữ đập bàn tay. Lan Gia thác càng tái nhợt, cảm thấy may mắn vì bản thân chưa tới mức như Hoắc Ngụy. Trước mặt bọn họ là Hoắc Ngụy đang nằm mặt như cho tàn, hai mắt trống rỗng, tay chân tàn phế, xương bị vỡ vụn, nhìn là biết cả đời sau chỉ có thể là phế nhân, đầu lưỡi bị cắt, cơ thể hoàn toàn bị phế. Lan Thương hối hận, đáng lẽ không nên để Hoắc Ngụy đi một mình. Cha, xử lý sao đây? Lan ra Thác lo lắng nhìn Hoắc Ngụy. Hiện tại Hoắc Ngụy là phế nhân đã không còn giá trị lợi dụng nữa ánh mắt lan thương giận dữ ngu ngốc hoác ngụy theo lan ra từ khi chưa có gì mày không biết sao dám nói những câu như thế nước mắt hoác ngụy chảy xuống nhìn về phía lan thương lan thương cắn răng tôi tìm cách cứu anh hoác ngụy lắc đầu với hắn ta sống chính là tra tấn giang hải muốn khiến hắn ta sống không bằng chết bây giờ hoác ngụy chỉ muốn chết một lúc sau lan thương gật đầu người nhà của anh tôi sẽ xem là người nhà mình tôi nói được làm được Hoắc Ngụy nhắm mắt lại, Lan Thương ra tay dứt khoát. Một con chó hoang giang hải lại có thể uy hiếp Lan gia, nực cười. Lan Thương vô cùng dữ tợn. Lan gia như mất đi cánh tay đắc lực, đây chính là đả kích với Lan gia. Cha, giang hải kia nên làm gì? Lan gia thác nhớ tới cảnh bị đánh, cả người không ngừng run rẩy, còn cả ánh mắt kia, khác gì tu la chứ? Ta sẽ chơi với nó, chẳng phải nó muốn trả thù Lan gia sao? thương lan quát to đàn em cha chi tiết tập đoàn uyển như cho tao cha mặc kệ giang hải sao sao lại tìm hiểu tập đoàn uyển như mau cho người giết chết tên giang hải kia đi lan thương kỳ đầu lại đồ nhát chết giang hải hèn mọn kia dọa mày sợ thành ra như vậy sao tương lai còn làm được chuyện gì nên hồn nữa anh ta muốn cắt cổ toàn bộ người lan ra đó ta cho nó biết cái gì là chơi lan ra thác sợ hãi nhìn dáng vẻ điên cuồng của lan thương lan ra thác hạ quyết tâm để bảo vệ bản thân hắn ta vẫn không nên ra khỏi nhà thì hơn đang nghĩ như vậy thì lan thương nói mày đi tìm vài người đi sáng sớm giang hải đang chạy bộ trong khu biệt thự nhưng nhìn qua bên kia một già một trẻ đang luyện quyền mãnh long giang hải cười hỏi ông từng ở thiên lương một già một trẻ nhìn giang hải ông lão im lặng nhìn cậu thiếu niên đáp lại tại sao phải nói cho anh giang hải lắc đầu chỉ là tùy tiện hỏi thôi giang hải định đi ông lão đáp thanh niên thằng bé còn chưa hiểu chuyện đừng trách nó cậu ở thiên lương đến sao giang hải lại lắc đầu không phải tôi thấy hai người luyện quyền mãnh long nên mới hỏi thôi không ngờ cậu bé này không thích chẳng qua bộ quyền này hai người luyện sai rồi giang hải quay đầu lại thật sự nghi ngờ thân phận hai người kia ảnh hưởng tới cuộc sống của mình ông lão nhíu mày dường như đang suy nghĩ cậu thiếu niên như bị động vào từ tôn cười nhạo, anh nói chúng tôi luyện sai, anh biết gì chứ? Dám đánh với tôi không? Giang Hải không muốn so đo với người trẻ, dù gì cũng chỉ là một cậu bé chưa trải sự đời. Anh lắc đầu, quyền mãnh long của cậu luyện 7, 8 năm rồi, đánh nhau chỉ làm bị thương lẫn nhau. Cậu thiếu niên kiêu ngạo, coi như cũng tự biết. Ông lão trừng mắt, mở cửa ra, nhường đường cho Giang Hải vào cửa, thanh niên, cậu nói tôi luyện sai. Học quyền mãnh long không khó, bộ quyền pháp này học mà không có tâm pháp thì coi như bỏ đi rồi nói luyện không đúng cũng không lạ ông lão chỉ biết bộ quyền mấy trăm năm nay đã được cải tiến nhiều lần có lẽ giang hải đã xem qua bản chính nhìn qua đã có thể nhìn ra trình độ của cậu bé kia chắc chắn không phải là người bình thường có thể cậu ấy đã luyện rồi nhưng giang hải còn rất trẻ lại không giống cao thủ giang hải cười trừ chỉ là nói bừa ông đừng coi là thật qua cách nói chuyện giang hải đã xác định được hai người này không tìm mình nên cũng không cần thăm dò nữa có được một cao thủ ở gần đây vợ chồng cố vân lệ sẽ an toàn hơn tôi không cho là vậy cậu có thể đàm luận quyền cùng tôi ông lão lại nổi nên hứng thú với anh kéo tay giang hải anh cười thản nhiên kéo nhẹ tay ông lão lui về phía sau từng bước sắc mặt ông lão thay đổi bản thân bao năm luyện quyền nhưng ở trước mặt giang hải như trẻ mới học hơn nữa nhìn ánh mắt của giang hải ông lão cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngu ngốc, ông tôi đàm luận với anh là phúc khí của anh đó. Cậu thiếu niên tiến chừng mắt nhìn. Giang Hải cười làm lành, tôi thật sự cũng không có ác ý. Ông lão mắng cậu thiếu niên, tránh sang một bên đi, chỉ có chút công phu như vậy mà đã tự cao rồi. Ông nội, cháu, cậu thiếu niên thấy ông lão giận, nên chỉ hừ một tiếng im lặng, lại càng tức Giang Hải hơn. Ông lão lại chắp tay, mong người trẻ chỉ giáo cho lão già, Quyền pháp kia sai ở đâu? Thục sự mà nói, quyền pháp thiên lương không là gì với Giang Hải cả, bản thân vì nhất thời lại làm cho ông lão tò mò, cũng nên khai giải. Giang Hải cười nói, Quyền Mãnh Long là cương, mạnh quá dễ gãy. Đánh thương địch cũng làm thương tổn bản thân. Sau đó, Giang Hải nói nhỏ, phối hợp khẩu quyết, dùng sức chế trụ, không cần phải ra toàn lực, cứ thuận theo tự nhiên là được. Ánh mắt của ông lão chưa thông suốt, sắc mặt hơi trầm ngâm tiện tay xuất ra hai quyền sau đó lại biểu lộ vui mừng dựa theo cách này uy lực tăng lên quyền vừa rồi khí xuất ra không nhiều nên thân thể giảm bớt không ít gánh nặng nhưng uy lực vẫn đủ mạnh cảm ơn cậu mời cậu uống trà giang hải lắc đầu tôi còn về ăn sáng mẹ tôi đang đợi anh dứt lời liền rời đi cậu thiếu niên nhìn theo bóng dáng của giang hải coi thường nói ông nội ông nghĩ anh ta nói thật sao nếu cháu ăn nói lỗ mãng như vừa rồi biến về nơi của cháu đi." Ông lão lạnh lùng nói. Cậu thiếu niên không hiểu, ông lão nhìn về hướng của Giang Hải, "Cháu có thể theo cậu ta thì tương lai nhất định rạng rỡ." "Theo?" Cậu thiếu niên khinh thường. "Anh ta còn không dám đánh với cháu." Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, gõ vào đầu cậu thiếu niên, "Họ không thèm chấp, cháu nghĩ mình giỏi? Cháu đúng là làm người ta chướng mắt. Trừ phi anh ta đánh thắng cháu." Cậu thiếu niên rất quật cường. "Ngu muội" nếu cậu ta không nương tay, cháu nghi ông còn đứng đây. gì cơ, cậu thiếu khó tin. trong văn phòng, giang hải không nằm chơi điện thoại nữa, nhìn vào bản đồ. anh nhìn gì cả buổi thế? cố uyển như hỏi. giang hải nói tương lai của chúng ta. bản đồ, cố uyển như nhìn qua, đâu? thật ra tương lai rất nhỏ bé. giang hải nhìn cố uyển như, cười rất gian xảo. nhỏ bé, những thứ to lớn xây dựng từ vật nhỏ bé. Giang Hải nói tiếp, cái đó ai cũng biết, Cố Uyển Như không hiểu ý của Giang Hải. Nhưng làm sao để có những vật nhỏ kia? Sao cơ? Cố Uyển Như càng mờ mịt. Chapter 29 đánh và xoa. Giang Hải nắm chặt tay của Cố Uyển Như, "Vợ ơi." Nói, "Em cùng anh làm chuyện nhỏ đều tạo ra điều lớn lao hơn không?" Cố Uyển Như nhíu mày, "Là sao? Êt em, việc nhỏ nhỏ mỗi đêm sẽ có thành tựu lớn nha." giang hải bị cố uyển như đẩy mạnh cô hiểu ý của anh anh đúng là không đứng đắn được mà lao động mới có thành qua anh khéo léo mô tả còn gì giang hải càng sát lại người cố uyển như chúng ta cùng nhau cố gắng nha cố uyển như đỏ bừng mặt không thèm để ý đến giang hải thì ra nói đi nói lại cô bị anh lừa giang hải vào trọng tâm vợ ơi em là chủ tập đoàn uyển như rồi nên có nơi làm việc mới rồi Cố Huyền Như cũng biết chuyển đổi văn phòng chuyện sớm muộn thôi, nhưng đây là thời điểm tài chính chi ra rất nhiều, tuy đã cố gắng gói gọn chi phí nhưng khi nhìn thấy báo cáo thu chi, cô vẫn thấy hơi hoang mang. Mà mua văn phòng hay thuê cũng không đơn giản là mua một món đồ, tốn rất nhiều nha. Giang Hải nhìn lên bản đồ thành phố Giang Tư, trải ran gai trước mặt Cố Huyền Như, sau đó cứ như tùy ý vẽ vòng tròn, đây là thuộc quyền sở hữu của chúng ta, xây thêm khuôn viên nhỏ với hoa cỏ. Ở đây xây dựng công trình rất tốt, còn có thể thêm ít phúc lợi cho nhân viên. Có đồ ăn vặt và trà miễn phí, được đúng không? Anh tính toán một chút thấy có thể xây một công trình khá tốt đó, còn có thể cung cấp một vài phúc lợi không tệ cho nhân viên. Miễn phí trà và đồ ăn vặt, em thấy sao? Cố huyền như vỗ chán, lắc đầu, anh nghĩ là một tòa nhà ít tiền sao? Chúng ta không còn nhiều tiền nữa, với cả chúng ta không cần công ty lớn như thế. Bây giờ chưa cần, nhưng sau này sẽ cần. Giang Hải có lòng tin, sẽ không lâu nữa, mọi thứ sẽ khác. Cố huyền như muốn cãi lại, nhưng cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô lại lỡ lời, anh có đủ tiền xây tòa nhà như thế thì lấy ra cho em thấy đi. Một tấm thẻ đen vip ngay trước mặt Cố huyền như, ở trên còn có nhiều ký hiệu khác. Dù cô không rõ ý nghĩa tấm thẻ nhưng nhìn ký hiệu kia cũng đoán ra thẻ này không phải tầm thường. Nói lời giữ lời, miếng đất trên bản đồ được san phẳng vào hôm sau. Ở Giang Tư này, Ngô Gia là chùm bất động sản, nên luôn có sẵn các bản thiết kế hữu dụng, chỉ cần chỉnh sửa sẽ dùng được hết. Cố huyền như lại cho người khảo sát phê duyệt, Giang Hải thầm nghĩ cũng không cần phức tạp thế làm gì, mọi thứ anh đã sắp xếp rồi mà. Ở đây, tốc độ thi công tỷ lệ thuận với tốc độ trả tiền, Giang Hải muốn xây dựng một tòa nhà thuộc tập đoàn huyền như trong vài tháng là chuyện bình thường. Tiếng ồn ào công trường, Cố huyền như và ngô mẫn đang xem làm sao để sửa bản vẽ phù hợp với thực tế hiện trường. Nhưng lúc này, cô nhận được cuộc điện thoại báo có nhóm côn đồ đến phá nhà hàng thiên mã. Đám người này lao vào đập đồ, lấy lý do ngang ngược là đồ ăn làm họ đau bụng, đòi bồi thường. Muốn Giang Hải ra mặt, sau đó lại có cuộc gọi báo có người tới trung tâm thương mại mua hàng quấy rối vì lý do mua hàng giả đòi bồi thường. Tất cả sản nghiệp thuộc tập đoàn Uyển Như đều bị quấy rối, thông tin liên tục báo tới. Giang Hải thừa biết do Lan Gia làm ra. Giang Hải làm sao đây? Cố Huyền Như lo lắng, cảm thấy bản thân bất lực, có chuyện gì cũng nhờ Giang Hải. Thực tế, Cố Huyền Như chỉ là một phụ nữ bình thường, làm sao đủ lực xử lý những thế lực ngầm kia chứ? Cứ để họ gây rối đi. Giang Hải cười bí hiểm. Những trò mèo này đều không đáng cho Giang Hải quan tâm. Lan Gia ở Giang Tư cũng chỉ đến thế. Tần Hiên tự nhiên sẽ biết cách xử lý êm đẹp đó là tiền nha hôm nay đến còn ngày mai cũng sẽ đến cố huyền như tức chết mất các người là ai cách đó không xa xuất hiện một đám người không nói gì lao vào đập phá máy móc đang thi công mọi việc đều bị giáng đoạn tên cầm đầu tay cầm gậy chỉ vào mũi một người lái xe đứa nào dám làm tao đập chết nghe không ngừng ngay điếc à công nhân tại công trường bị dọa choáng váng họ chỉ là người làm công chưa bao giờ thấy cảnh này sợ hãi chạy trốn một vài người còn bị đánh chảy máu đầu nữa kẻ cầm đầu hùng hổ ai dám thi công công trình tao giết hết dựa vào đâu chứ quá đáng cố uyển như giận run cả người mày là chủ tên cầm đầu nhìn cố uyển như cười xấu xa nhìn cả người cô đất của tôi đương nhiên là của tôi cố uyển như nói tao nói của tao thì sao nào ai làm gì tao được tên cầm đầu rút ra một tờ giấy nhìn cho rõ đi đây là cái gì khế đất đấy miếng đất này từ trước đã là nhà của tao khế đất hắn điên à tờ giấy viết tay kia mà có thể chứng minh sao hắn đi gần đến cố uyển như cười xấu xa ồ nhưng mà mày phục vụ tao cùng anh em tao có khi tao nghĩ lại một đám người không kiêng nể gì cười một cách khả ố ghê tởm ai chặt cái cây kia bồi thường ngay anh em lên đòi bồi thường đi giang hải chắn trước cố uyển như an ủi cô không nên nói chuyện với đám người ngu dốt này để anh để anh, họ nghe anh sao?" Cố Huyền như lo lắng quan sát Giang Hải, anh định đánh họ, bọn họ có gần trăm người, lại còn vũ khí gậy gộc. Giang Hải lại lộ nụ cười tươi, "À, một cái cây bao tiền? Cỏ thì bao nhiêu? Đây đây, có người biết điều rồi đây." Tên cầm đầu nhìn đàn em phía sau to giọng, "Một cây tầm 50 triệu, cỏ thì rẻ thôi tầm 20 triệu là đủ." Tân Cầm Đầu giả vờ suy tính, giọng đầy mỉa mai khinh bỉ. "Giá tốt" Giang Hải gật đầu. Giang Hải gật gật đầu, cái giá này rất công bằng. Tất cả bọn người kia cười ồ lên, vô cùng đắc ý. Ánh mắt của Giang Hải lạnh đến giận người, vậy mày xỉ nhục vợ tao thì tính thế nào? Cô ta là vợ của mày sao? Tên cầm đầu cười lạnh, tao lại tưởng cô ta là vợ của bọn tao cơ đấy. Bốp, dầm, Giang Hải tát rồi lại đạp hắn ta ngã nhào, bọn đàn em nhao nhao cả lên. Giang Hải, cố Uyển như không ngờ nói đánh là đánh. Gần cả trăm người, anh đánh được sao?" Giang Hải quay đầu lại cười, "Chờ anh một chút, một chút thôi." "Gì cơ? Chờ một chút, anh sẽ xử lý bọn này." Cố Huyền Như chưa kịp hiểu thì Giang Hải đã ra tay. Giang Hải xông vào giữa đám người, ra tay nhanh chóng, tiếng đánh nhau vang vọng. "Giang Hải, Cố Huyền Như lo tới phát khóc. Giang Hải điên rồi, chỉ một người đánh với một đám người, không phải điên thì chính là ngốc mà." Tên cầm đầu bị đập đầu vào đá máu trào ra vậy mà anh ta nhưng hắn vẫn quát to đánh chết nó cho tao thấy vậy cả đám điên cuồng nổi giận xông lên trong mắt bọn họ giang hải đang muốn chết không có ai một mình lại dám chống đối với một đám người giang hải chỉ nghĩ đứng yên thì chính là sỉ nhục anh rồi hơn nữa còn dám xông về phía giang hải bọn người này tự tìm chết cả đám nhào lên như muốn làm thịt giang hải báo thù cho lão đại chém chết nó Giang Hải không mạnh tay, chỉ đánh bị thương họ, mỗi một quyền đều kinh người, mỗi lần đá bay một người. Từng tiếng đánh nhau vang lên trong đó còn phát ra những âm thanh gào thét thảm thiết. Sự tàn nhẫn của Giang Hải làm cho kẻ khác kinh hãi, đồng thời cũng kích thích ác tính của một vài kẻ đầu đường xó chợ ở trong nhóm người. Một đám người bị một người đánh cho tan tác, tin này nếu truyền ra thì bọn chúng còn mặt mũi nào để tiếp tục làm ăn. Tên cầm đầu gào thét, bất chấp máu tươi trên đầu không ngừng chảy cô tay lấy được thứ gì đó cũng xông về phía Giang Hải. Nhưng họ phát hiện, không một ai có thể tới gần anh. Người đàn ông ở trước mắt bọn họ là ma quỷ, quả thực quá đáng sợ, có một người bắt đầu sợ chạy, rồi đến người thứ hai. Nhưng bọn họ định mệnh phải gặp thần chết, muốn thoát cũng không được. Gần thì dùng quyền cước, xa thì dùng vũ khí tấn công. Cuối cùng hai người kia bị đạp trúng, một tên ngã quỵ xuống bãi phân chó gần đó. Tên cầm đầu chạy đến trước mặt Giang Hải, chỉ còn hắn ta còn đứng vững. Còn chưa kịp tới gần Giang Hải, hắn bỗng nhiên bị sững lại. Giang Hải lạnh lùng hỏi, đại ca của bọn mày là ai? Mày không đủ tư cách. Bốp, Giang Hải không chút do so dự đấm thẳng vào mặt anh ta. Mày dám. Bốp, đừng, đừng đánh nữa, tên cầm đầu cuối cùng cũng kinh hãi. Đại ca của tao là Thiết La, mày không. Dù đau tới mức không thở được hắn vẫn rất đắc y khi giang hải vừa nhấc tay tên cầm đầu hốt hoảng tránh né mặt hắn ta đã sưng lên nói chuyện cũng khó khăn thiết la giang hải nhíu mày nhìn giang hải vô cùng mạnh mẽ cố huyền như mới thở phào thiết la kia nghe thật lạ giang hải không sao là tốt rồi cô đang rất sợ hãi một tên khác đại ca của bọn chúng là đại bàng giang hải lạnh lùng nói ngồi xuống tên cầm đầu không dám ho he tự nghĩ nhịn nhục trước mắt, ngồi ôm đầu rất gọn. Giang Hải đứng trước mặt cố uyển như, đưa những người này đi băng bó, cho mỗi người ít tiền. Dù sao cũng đi chịu thiệt. Chưa ai nghĩ bị đánh mà còn được bồi thường, băng bó. Một người lái xe trên đầu vẫn còn máu, xúc động nói cảm ơn, sau đó liền vang lên một trận vỗ tay như sấm rền. Ông chủ như vậy họ đương nhiên tình nguyện cống hiến. Giang Hải vừa quay người lại, bụi cát che mất, hơn 10 xe lao nhanh tới. Chapter 30 tính toán. Cố Uyển như lo sợ giữ chặt Giang Hải, chạy thôi, họ tới nữa rồi. Giang Hải cứ đứng đó, vỗ lên tay của Cố Uyển như an ủi. Chiếc xe dừng lại, một đám người nhảy xuống, trong tay họ đều là vũ khí. Dẫn đầu là Tần Hiên, khi anh ta vừa thấy hiện trường thì miệng há hốc lên. Một đám người lăn lê trên đất, kêu gào thảm thiết. Tần Hiên vào tới trước mặt Giang Hải, trong ánh mắt vừa kính vừa sợ. Ai có thể đánh cả đám người thành ra như vậy, hơn nữa bản thân Giang Hải còn đứng thoải mái không hề thở gấp. Còn là người sao, anh ta chỉ biết Giang Hải biết đánh nhau, nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức này. Tần Hiên quẹt đi mồ hôi trên trán, "Anh Giang, tôi tới muộn." "Không sao," Giang Hải hỏi, "Thất hồn đâu? Anh ấy xử lý đám khác, gần đây du côn tới đây quấy rối rất nhiều." Tần Hiên muốn nói lại thôi. Giang Hải cười lạnh, chọc giận người không nên chọc sao? Giang Hải cho dù có thể đánh, thất hồn cho dù mạnh, nhưng bọn họ cũng chỉ có hai người. Họ muốn chết cứ để họ tỏa nguyện đi, Giang Hải đứng trước tên cầm đầu. Vừa rồi mày nói một cái cây đáng giá bao nhiêu tiền? Giang Hải hỏi, tên cầm đầu cười nịnh nọt đại, đại ca, em không có mắt, tha cho em, nếu biết chỗ này là địa bàn của ngài thì tôi không dám tới rồi. Một gốc cây bao nhiêu tiền? Giang Hải hỏi lại, giọng nói mang theo sự lạnh nhạt. Hỏi mày đấy, bao nhiêu tiền?" Tần Hiên đạp một đạp, tên cầm đầu đập đầu xuống đất, giơ hai tay đầu hàng, "Đại ca em sai rồi. Em nói, em nói. Một cây là 50 triệu, cây cỏ 10 triệu." Giang Hải hỏi, "Tạo trả, tổng bao nhiêu tính đi." Tần Hiên khó hiểu nhìn Giang Hải, đúng là rất biết kinh doanh, đây là muốn tính sổ với nhóm người đang náo loạn ở trung tâm thương mại đây mà. "Bọn mày muốn bao nhiêu tiền tao sẽ cho, sẽ khiến bọn mày hài lòng luôn." nhưng sau đó bọn mày cũng phải bồi thường cho ông đây khiến ông đây hài lòng mới được đều là những người làm ăn ai dám không tuân thủ quy tắc là muốn bị khử sao đại ca miếng đất này không hề có liên quan gì cả em chỉ đùa thôi tên cầm đầu cảm thấy nguy hiểm lăn lộn trong giang hồ thì phải biết thời thế lúc này nên giả bộ hiền lành trước mặt diêm vương này tiền bồi thường không cần tên cầm đầu gật đầu như gà mổ thóc giang hải cười yếu ớt ô đến lượt tao. Tao vừa mới sang phẳng chỗ này, mày tới dẫm hư rồi. Hay thế này, tao lấy rẻ, mỗi dấu chân là 10 triệu đồng. Giang Hải mặt bình tĩnh nói, Tần Hiên nghe vậy theo phản xạ nhìn dấu chân, quá tàn nhẫn rồi, Tần Hiên cũng đã từng làm chuyện ác nhưng giống như Giang Hải thì chưa thấy, cũng chưa từng nghe qua. Thực sự gậy ông đập lưng ông rồi, là do bọn mày dùng chiêu sư tử ngoạm trước, tao đây chỉ bắt trước bọn mày quan trọng nhất là hiện quyền chủ động đang nằm trong tay Giang Hải. Loại người như thế mới là đáng sợ nhất. Mọi người đông vậy, lại nằm đè lên cây cỏ của tao, à còn nằm thoải mái vô cùng, rất hưởng thụ trên đất của tao. Thôi, tính rẻ tổng chỉ cần 2 tỷ là đủ, nhiều không? Tên cầm đầu không dám nói câu nào. Tần Hiên quát, hỏi mày đó, cầm điếc hết rồi à? Không nhiều, không nhiều. Tên cầm đầu nào dám từ chối, dù sao không có tiền anh ta cũng chẳng làm gì được. Giang Hải nói với Tần Hiên, đánh gãy một chân, sau đó chói hết lại. Bảo đại ca bọn chúng đem tiền tới chuộc, mỗi người 100 triệu thôi, chậm một giờ tăng thêm 100 triệu. Đại ca, tên cầm đầu vội vàng trả lời, đại ca của tôi là Thiết La, ở đây còn có cả đàn em của đại bàng nữa. Hắn ta cười chạy theo Giang Hải, đại ca đại nhân đại lược, anh xem xem, chân kia đừng đánh, tiền sẽ có đủ mà giang hải đi đến chỗ cố huyền như ồn ào thì đánh gãy hai chân luôn đi a à, a à. tần hiên quyết đoán rõ ràng ra tay dứt khoát cho người lôi tên cầm đầu ra ngoài những tên còn lại vẫn để nằm đó xem như vừa rồi là thư giãn chút mọi người làm đi sẽ có thêm thưởng giang hải nói to với các công nhân lúc này công nhân phấn khởi tinh thần tỉnh táo hơn người bị hành hung cũng xông xáo đi làm ông chủ tốt như vậy làm việc thật chính là báo đáp chúng ta đi thôi anh kéo tay của cố huyền như rời đi trời nắng thế này em nên để ý em mà đen đi thì làm sao anh đêm nay tìm thấy em đáng ghét trong thành phố tại cuộc một họp mặt trên bàn họp lan thường đang ngồi còn lan ra thác đứng ở phía sau còn có ba người khác ngồi hai bên thiết la ngậm điếu thuốc lộ ra bộ dáng bất cần đời anh ta ngược lại với anh ta đại bàng nhìn chất phát hơn nhưng người ở thành phố giang tư đều biết đại bàng là loại người nào Sát Hồng lại là một phụ nữ vô cùng quyến rũ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cô ta nhìn ai cũng bằng ánh mắt ma mị. Đó chính là chiêu thu phục đàn ông của cô ta. Nếu tôi xử lý được tên họ Giang đó, tôi muốn hơn một nửa địa bàn của Hồng Tam Lão. Thiết La nhếch miệng. Hoắc Ngụy đã chết, Lan Gia rất cần người làm việc thay mình trong giới này. Người đó không cần mạnh nhất nhưng phải trung thành nhất. Mà ba người kia dường như không liên quan đến hai từ trung thành. Đại Bàng cười gian manh, thế người của tao cũng ở đó nếu người của tao xử lý được thì sao? các vị hình như quên tôi nhỉ? cái gì cũng chiếm cả, tôi phận nữ nhi nên làm sao? vừa nói vừa óng ngẹo, giọng nói ma mị, lại có lực hấp dẫn, khiến đám đàn ông không chịu nổi mà rụt dịch. Lan Thương cũng cố gắng lắm mới áp chế bản thân không bị sự ma mị kia thu hút. Lan Thương nói chỉ cần là ai giúp khử được tên Giang Hải thì Lan gia sẽ giúp người đó thu về địa bàn béo bở kia. Người có thể đem Giang Hải Quang trước mặt tôi để tôi xử lý, thì Lan gia sẽ giúp đỡ tranh giành lấy nửa địa bàn. Địa bàn của Hồng Tam lão, Lan gia chỉ cần một phần nhỏ, còn lại chia theo công. Sắc mặt của Thiết La trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng. Phần còn lại, còn bao nhiêu chứ? Lúc này, một tên đàn em bước vào, ghé sát vào tai Thiết La thì thầm vài câu. Thiết La vỗ bàn, "Mày nói gì?" Ngay sau đó, Đại Bàng và Sát Hồng đều nhận được tin tức tất cả người được phái đi đều đã thất bại, những kẻ bị mang về không mất một tay thì cũng mất một chân. Tên đó nói, ở công trường phía tây thành phố có một cao thủ, gần 100 anh em của chúng ta đều bị người kia hạ. Một người, tất cả mọi người tự động cảnh giác hơn, Lan Thương vừa nghe, sắc mặt xấu đi, giận tím mặt nghĩ đến một thân phận võ giả. Chẳng trách hoác ngụy lại thua, một tên giang hồ quèn đối đầu với một võ giả, đúng là lấy trứng trọi đá mà. Cả ba người đều nhìn về phía Lan Thương. Đại Bàng nói, đàn em của chúng tôi không chỉ bị chặt tay chặt chân, còn bị đòi bồi thường 100 triệu mỗi người. Sát Hồng dịu dàng nói nhưng lạnh đi vài phần, người bên tôi thì rẻ hơn một chút. Thiết La sắc mặt khó coi nhất, Giang Hải còn chưa đưa ra con số cụ thể. Phái đi bao nhiêu người trong lòng anh ta đều biết rõ, nhưng trên công trường có bao nhiêu cái cây, bao nhiêu ngọn cỏ ai có thể đếm được chứ? Thiết La nói, "Lan chủ anh em chúng tôi đều là làm cho Lan Gia, cũng nên đưa họ về lại chứ. Lan Gia thác nói, một lũ vô dụng, nhiều người thế cũng không làm gì được. Thiết la nheo mắt, Lan Gia chủ, đây là vứt cầy giữa đường. Chuyện tôi đã hứa tôi sẽ làm, tôi cần kết quả là Giang Hải, còn về quá trình không liên quan tới chúng tôi. Nên nhớ cái tôi cần chính là tên Giang Hải kia, Lan thương nói không vấp, mặt không đổi, không thể nhìn thấu được ông ta đang suy nghĩ cái gì. Lúc này nhất thời không ai nói chuyện, mặc dù không có hoắc ngụy, lan ra này cũng không ai dám làm gì. Một người vội vàng bước vào, cung kính đưa điện thoại cho Lan Thương, ông chủ, là Tần Hiên. Hả, Lan Thương rất kinh ngạc, Tần Hiên có tư cách gì mà dám gọi ông chứ? Chuyện Tần Hiên đi theo Giang Hải đã không phải là bí mật, Lan Thương đang muốn biết đầu của anh ta có phải là bị lừa đá không mà lại lựa chọn như vậy. Nhưng nếu Giang Hải là võ giả, thì e là không nói trước được điều gì thành phố Giang Tư vẫn tồn tại võ giả, nhưng họ luôn rất kiêu ngạo, sao có thể đồng ý quy thuận Lan Thương chứ? Nhận điện thoại, Lan Thương hừ lạnh, Tần Hiên, ngay cả mày cũng dám đối đầu với tao, đối đầu với Lan ra. Ông đừng phí lời, hãy cho người mang tiền đến chuộc người đi. Chậm một phút tăng thêm 100 triệu. Tần Hiên không nể tình, lời nói lạnh như băng không hề sợ hãi, trả cùng lúc, 100 triệu, không chuộc từng người. Thiếu một đồng cũng không được sau đó Lan Thương chỉ nghe được tiếng tút tút kéo dài, trong mắt Lan Thương tràn đầy sát khí, tên Tần Hiên này là đang muốn chết sao. Nhìn mấy người thiết la, Lan Thương đột nhiên hiểu được, đòi tiền là phụ, Tần Hiên đang muốn chia rẽ bọn họ, muốn làm cho mấy người thiết la phản lại ông ta. Đây là tâm kế, lớn mạnh như Lan ra cũng không thể đắc tội quá nhiều người cùng lúc. Lan Thương đứng dậy bước đi. Sát hồng cười kiều mị, Lan gia chủ, vậy hợp tác kia nên dừng nhỉ. Sao, muốn uy hiếm lan ra, lan ra thác cười nhạo cũng không tự nhìn lại xem mình là ai. Tuy lan ra thác chỉ là tên phá của, nhưng mấy người thiết la lại im lặng, trong mắt ai cũng đều lộ ra lửa giận. Lan thương nói, những gì lan ra đã hứa đều có hiệu lực, lan ra không cần địa bàn của hồng tam lão, ai bắt được giang hải thì nó là của người đó. Nói xong lan thương rời đi luôn. Làm sao bây giờ, chuộc người thì quá mất mặt, đại bàng giận tím mặt, những việc mà Lan Thương làm khiến anh ta vô cùng khó chịu. Thiết La cười lạnh, gần 200 người, để anh ta nuôi cơm đi. Sát Hồng lạnh lùng nói, ý của anh là không lo sao. Lo thế nào bây giờ? Thiết La vỗ bàn, chẳng lẽ bỏ tiền cho tên đó ăn không? Mấy tỷ lận đó. Ở công trường phía Tây, mấy chục chiếc xe đứng ở ven đường, tất cả những người gây sự đã bị đưa về đây. Thất hồn đứng ở trước mặt Giang Hải, phía sau anh ta là 10 người, thiên ưng môn đều đông đủ. Giang Hải gật đầu, đám người thất hồn cùng Tần Hiên đang trông giữ 200 người. Cố huyền như cùng ngô mẫn đã sửa xong bản vẽ, sau đó chỉ còn thi công là xong. Hai người đang bàn chuyện đi tìm đội thi công, Giang Hải nói, không cần tìm xa, bọn người kia đều ăn không uống không. Cứ để họ làm, ai không làm thì không cho ăn, cho nhịn đi. Hơn 200 người đang ngồi xổm ở đây, Tần Hiên cười nhếch khóe miệng, dù sao thì Tần Hiên cũng là người lăn lộn trong xã hội, cũng được gọi một tiếng là anh Hiên. Cũng từng đánh hội đồng không ít, nhưng một lần gom được ngần này người, lại còn có thể quát mắng trước mặt Lan Thương đúng là quá đã mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 30.